Như vậy là gì ạ? Cái câu chuyện của mình mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, để cho mọi người từ người chưa biết làm, chưa giỏi cũng có thể tin tưởng rằng mình có thể làm được. Và khi anh chị em tin rằng anh chị em có thể làm được thì chắc chắn anh chị em mới làm được. Đúng không ạ? Chỉ cần mình có một niềm tin là mình có thể làm được thì chắc chắn mình làm được. Cái buổi hôm trước thì Huy nhắc lại một chút thôi. Đó là chúng ta đã học về cái cách để làm sao để biểu hiện cảm xúc của chúng ta trên khuôn mặt, đặc biệt là ánh mắt, nụ cười cũng như là biểu cảm khuôn mặt, đồng thời là gì ạ? Đồng thời là cái cử chỉ của bàn tay, đúng không ạ? Thêm cái điều nữa đó là khi mà chúng ta đã học rồi ấy, thì khi mà lên Zoom một cái ấy, là vui lòng anh chị em chỉnh lại cho Huy cái gì ạ? Thứ nhất, đấy là cái diện mạo của mình, quần áo. Mình đã không lên Zoom thôi, mình lên Zoom mình chỉnh lại quần áo, trang phục. Cái thứ hai là ánh sáng. Cái thứ ba là vị trí ngồi, background. Kể cả anh chị em dùng điện thoại hay là anh chị em dùng máy tính. Khi mà chúng ta đã học qua Zoom, qua cái khóa chuyên gia đào tạo rồi, thì Huy mong muốn anh chị em từ bây giờ trở đi xuất hiện ở trên Zoom là phải chuẩn. Bởi vì chúng ta chính là hình mẫu, chúng ta chính là tấm gương cho những người khác. Rất nhiều người biết chúng ta đã học lớp chuyên gia đào tạo, thậm chí là cuối 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 chương trình chúng ta còn nhận bằng gọi là chuyên gia đào tạo. Vậy mà lên Zoom mà vẫn xấu thì không chấp nhận được. Ok không anh chị em? Đấy. Như vậy thì người ta đánh giá là cái chất lượng cái lớp học của ông Huy, bảo là học lớp này chẳng có tác dụng gì. Cho anh chị em gọi là luôn luôn ghi nhớ điều này. Ví dụ như là chị Nguyên cho cái phần trên này nó thấp thôi, chị để cho cái phần từ đầu đến đỉnh này nó cao quá, mình tụt xuống dưới này, mình đưa xuống, đưa cái cam xuống dưới tí nữa. Đấy. Nếu mà được mình đưa ngang cái camera ra thì nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Đấy. Nếu mà dùng điện thoại thì mình đưa ngang cái điện thoại ra. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Bởi vì sao ạ? Tay mình hoạt động tay thì nó rộng ra như này, chứ mình có đưa lên trên này đâu. Đúng không ạ? Mình thường để đưa ngang như này. Đấy, đúng rồi. Đấy, lệch sang bên trái ấy, tí có cô con gái cùng ngồi nghe đấy, rất xinh. Đó. Đấy. Thì mình là mình phải ở giữa. Đó. Đúng không ạ? Ví dụ như là bạn Thủy thì để ngang cái máy ra, ngang cái điện thoại ra. Anh chị em tự chỉnh cho nhau nhé. Từ sau mình vào Zoom phát là MC chỉnh cho mọi người nha, MC nhé. Ok, anh Đấy, chị em đừng chỉnh chỉnh đúng một lượt đi cho nó là Phương chụp một tấm hình Phương gửi lên để anh chị em thấy rằng mình có đẹp chưa hay nhá. Chuẩn chưa? đấy, đừng để mất thời gian. Chị Thủy chỉnh lại đi, chị Thủy đứng xa một chút đi. Ngồi xa một chút. Ok, đấy, ngồi như thế, ok nhá. Chị Lụ ngồi xa một chút là được, chị Ngọc Mỹ bật cam lên cho em xem nào. Nếu mà mình dùng điện thoại ấy, sau mình sắm cái đồ để mà để cái điện thoại, đúng không ạ? Dùng cái đồ để đặt cái điện thoại lên ấy. Đấy, để nó nằm ngang như này này thì cái phòng Zoom nó sẽ rộng hơn, đó, nhìn trông nó sẽ thoáng hơn. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thiết kế một cái phần rất quan trọng mà hầu như 90% các cái bài đào tạo Huy đều sử dụng. Anh chị em biết nó là phần nào ạ? Hầu như 90% các cái bài đào tạo Huy đều sử dụng một cái phần rất quan trọng. Kể chuyện, đúng rồi. Kể chuyện. Tại sao lại là kể chuyện anh chị em? Bởi vì khi mà kể chuyện ấy thì nó rất là dễ. Mình không cần phải nhớ cái gì cả. Bởi vì cái câu chuyện nó của mình. Nó về cơ bản là mình không cần phải nhớ. Mình chỉ cần nhớ, chỉ cần gọi là gì ạ? Động cái tâm phát là mình có thể là kể được câu chuyện ngay. Bởi vì sao ạ? Đó là những cái trải nghiệm của mình. Mình chỉ nói lại thôi mà. Nó giống như là mình đang ngồi nói chuyện cà phê với bạn bè của mình thôi. Nó rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Mà không không cần phải cố gắng để mà nhớ những cái lý thuyết. Đó.
Và những câu chuyện nó chính là những cái minh họa rất là tốt cho gì ạ, cho cái bài đào tạo của mình. Mình kể bằng những cái trải nghiệm của mình, nó rất là dễ. Và đấy là lý do tại sao mà mình có thể nói được dài, nói được nhiều mà không bị vấp, không bị sai. Và quan trọng nhất đấy là mình không có phải cố gắng. Đó. Thế thì có một cái nguyên tắc trong cái việc kể chuyện, nó là như này. Thứ nhất, đó là chúng ta phải kể những cái trải nghiệm thực tế của mình. Và mình chỉ cần kể thật thôi. Đấy, đúng không ạ? Nói thật thôi. Cái thứ hai nữa là mình có thể kể những câu chuyện của người khác. Tuy nhiên câu chuyện người khác thì mình phải nhớ, anh chị em nhé, nhớ, phải nhớ đúng. Cái thứ ba nữa là như này, đó là khi mà kể chuyện ấy, chúng ta sẽ phải thiết kế câu chuyện của mình. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ thực hành kể chuyện. Huy không nói về lý thuyết nữa nhé. Tất cả anh chị em ở trong học Zoom ngày hôm nay đều học về cách kể chuyện rồi đúng không ạ? 7 bước kể chuyện rồi đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã học được cái 7 bước kể chuyện thì comment số 1, ai chưa học bao giờ comment số 2. Thật nhanh. Chưa học bao giờ thì comment số 2. Đã học rồi, đã hiểu rồi, thấm rồi, dùng được rồi thì comment số 1. Có 1 2 3 4 5 5 người chưa học. Rồi. Ok. Thì Huy sẽ hướng dẫn vừa lý thuyết vừa thực hành một chút cho anh chị em hiểu về cái bước kể chuyện như này. Thì các bước kể chuyện của chúng ta nó sẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta nói về cái giai đoạn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang muốn kể về cái điều gì đó, chúng ta muốn nói về điều gì đó. Chúng ta kể cái câu chuyện nó bắt đầu diễn ra bình thường, cuộc sống đang diễn ra bình thường. Sau đó đến một thời điểm nào mình cảm thấy rằng mình không ổn nữa thì bắt đầu cuộc sống mình bắt đầu đi xuống. Đó. Bắt đầu đi xuống. Và quá trình nó đi xuống là gì ạ? Nó cứ đi xuống xong lại đi xuống liên tục. Nó có thể đi xuống theo cái chiều này. Đi xuống. Sau đó là gì ạ? Sau đó đi lên một chút. Sau đó lại đi tiếp đi xuống. Xong lại đi lên một chút. Xong tiếp tục đi xuống tiếp. Được chưa ạ? Đấy. Thì nó càng có nhiều những cái đoạn mà sóng như này thì nó càng hấp dẫn. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Rồi sau đó đến một cái điểm, nó gọi là điểm chuyển đổi, điểm thay đổi, điểm kỳ dị, điểm phát triển, hay điểm gọi là giác ngộ, đúng không ạ? Thì lúc đó bắt đầu là gì ạ? Là chúng ta bắt đầu đi lên. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Đó. Mà ngay cả khi việc đi lên, chúng ta cũng thể là gì ạ? Là đi lên, xong đó lại gì ạ? Nó lại đi xuống, xong lại đi lên, xong lại đi xuống. Đấy. Xong lại đi lên. Đấy, xong lại đi xuống. Đấy, xong lại đi lên. Đấy. Và khi mà đi lên đến đây ấy, thì bắt đầu nó phát triển một cách ổn định, lâu dài và cao hơn rất nhiều so với điểm cũ. Đấy. Cái điểm này nó gọi là điểm A. Cái điểm A. Cái điểm A này là điểm ở trong quá khứ, là lúc mà trước khi chúng ta thay đổi, đúng không ạ? Cái điểm này là điểm B. Điểm B đấy là điểm hiện tại. Đấy. Là điểm mà sau khi chúng ta thay đổi và chúng ta đã đạt được một cái mục tiêu nào đó trong cuộc đời của mình. Ở đây là gọi là điểm C. Điểm C đó là điểm chuyển đổi, hay là điểm thay đổi, hay là điểm giác ngộ. Được chưa ạ? Và trong cái quá trình thay đổi này thì bao giờ cũng thế, nó cũng sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện nhỏ nằm ở trong này. Nó rất nhiều những cái vấn đề nằm ở trong này. Đó. Và nó sẽ có những cái chi tiết rất là thú vị nằm ở trong này. Được chưa ạ? Cái điểm này, cái điểm này là cái điểm A, A1. Tại sao nó là A1 ạ? Bởi vì sao ạ? Ngày xưa bắt đầu mình kể câu chuyện, anh chị em biết 7 bước kể chuyện đúng không ạ? 7 bước kể chuyện thì nó có bước 1 này. Bước 1 là về thời gian, đúng không ạ? Thời gian. Đấy. Bước 2 là nơi chốn, địa điểm.
ạ. Bước 3 là nhân vật chính. Đúng ạ. Bước 4 là gì ạ? Là nhân vật phản diện hay là rào cản, khó khăn, thử thách. Đó. Bước 5 nó là gì ạ? Nó là những nhân vật hỗ trợ. Bước 6 đấy là trận đánh hay là gì ạ? Cái gọi là xung đột. Đấy. Hay là gì ạ? Giải pháp. Đây. Nhân vật hỗ trợ ở đây có thể là chiến lược. Chiến lược, giải pháp, được chưa? Đấy. Bước 7. Bước 7. Đấy là gì ạ? Kết quả và bài học. Được chưa? Đây là cái bước để chúng ta kể chuyện cơ bản. Cho nên là khi mà chúng ta muốn kể một câu chuyện hay ấy, thì thông thường, ở đây Huy đang nói là thông thường, là chúng ta đi theo 7 cái bước như này. Được chưa? Và khi mà chúng ta học nâng cao ấy, thì 7 bước này nó sẽ được biến hóa thành rất nhiều bước, và nó cũng được biến hóa thành rất nhiều cách khác nhau. Nó có thể đảo các vị trí khác nhau, cái đấy thì mình sẽ tính sau. Nhưng đầu tiên mình nhớ rằng là một câu chuyện nó cần phải có các cái yếu tố như này. Được chưa? Đầu tiên là mình hay nói là ngày xưa ở một khu rừng nọ hay là ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa rất là xinh đẹp, tóc nàng đen như gỗ mun, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đó gọi là Bạch Tuyết. Đấy là gọi là giới thiệu nhân vật chính, được chưa? Đó, nàng ở cùng mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ là gì ạ? Là một mụ phù thủy đội lốt, một người rất là xinh đẹp. Đấy, bắt đầu giới thiệu nhân vật phản diện. Đấy, mụ phù thủy thì làm sao ạ? Mụ phù thủy thì hay sử dụng cái gương thần, và mụ nói rằng gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Đấy, đúng không ạ? Đấy, sau đó thì sao ạ? Sau đó thì gương nói rằng là ngày xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Đó, thì khi đó làm sao ạ? Khi đó thì bắt đầu bà này bắt đầu hại công chúa bằng cách này cách kia, đúng không? Đấy, rất nhiều cách. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái câu chuyện bắt đầu nó diễn ra. Và trong cái quá trình khó khăn đó, trong cái trận đánh, có rất nhiều trận đánh anh chị em nhé. Trong một cái câu chuyện dài thì nó có rất nhiều trận đánh, đúng không ạ? Nó rất nhiều những cái tình tiết. Thì mỗi tình tiết đấy là một trận đánh, được chưa ạ? Đấy, ví dụ như là mụ phù thủy này là gì ạ? Yêu cầu ông thợ săn đưa Bạch Tuyết vào trong rừng để giết, sau đó mang trái tim về cho hoàng hậu. Thì ông thợ săn này lại thấy thương cô gái trẻ, cho nên là gì ạ? Là thả cô ấy đi và gọi là giết một cái con lợn rừng để mang trái tim về cho hoàng hậu. Đấy, thì cái nhân vật hỗ trợ đấy chính là gì ạ? Chính là ông thợ săn. Nhân vật hỗ trợ chính là gì ạ? Là 7 chú lùn, đúng không ạ? Bạch Tuyết đi vào rừng gặp 7 chú lùn ở trong khu rừng, được 7 chú lùn hỗ trợ. Đó, thì đấy là gì ạ? Đấy là những nhân vật hỗ trợ. Đó. Sau đó thì là công chúa lại gặp gì ạ? Là gặp hoàng tử, đúng không ạ? Khi mà công chúa bị ăn quả táo độc thì được hoàng tử là gì ạ? Hôn gái, thế này quả táo nó lại gì ạ? Nôn ra, nó lại ứa ra, thế là lại sống dậy. Đấy, thì đấy là nhân vật hỗ trợ, đúng không ạ? Còn những cái trận đánh là lúc mà hai người sáp lá cà với nhau. Ví dụ như là công chúa với cả gì ạ? Với cả mụ phù thủy là gặp nhau, nói chuyện với nhau rất là căng thẳng. Đấy, thì đấy là những trận đánh, những cái xung đột. Và cuối cùng, kết quả cuối cùng đó là gì ạ? Cuối cùng thì Bạch Tuyết đã cùng với cả hoàng tử đã chiến thắng, đã cùng nhau sống với nhau là đến đầu bạc răng long. Đấy, cả đại khái thế. Thì đấy là kết quả đó. Và trong câu chuyện của chúng ta thì có thể có rất nhiều cái điểm C. Mỗi cái điểm này nó sẽ là điểm C1 này, điểm C2 này. Đấy, điểm C này là điểm C gọi là mấu chốt nhá. Đấy, điểm C3 này, điểm C4 này, điểm C5 này. Đấy chứ ạ. Cái câu chuyện chúng ta nó càng nhiều cái điểm C, càng nhiều cái trận đánh,
càng nhiều những cái điểm mà giác ngộ, thì mỗi cái điểm giác ngộ này, mỗi cái trận đánh này thì chúng ta đều rút ra một cái bài học nào đó. Mỗi một cái điểm này chúng ta đều có một cái bài học nào đó. Anh chị em nhớ là hôm trước mà Huy có chia sẻ cho anh chị em cái video về Huy chạy bộ ấy. Huy chạy bộ, và trong cái quá trình chạy bộ đó thì có rất nhiều những cái mẹo. Rất nhiều những cái mẹo, thì cái mẹo đấy nó được phát sinh khi nào ạ? Khi mình gặp vấn đề. Khi gặp vấn đề và mình tìm ra giải pháp. À, cái lúc mà cắm đầu đi xuống này anh chị em nhé, cắm đầu đi xuống đấy là lúc gặp vấn đề. Và cái điểm C này, lúc mà mình tìm ra giải pháp thì bắt đầu mình đi lên. Đi lên một thời gian nó bắt đầu lại gặp vấn đề, nó lại đi xuống. Tìm ra giải pháp thì lại đi lên. Đi lên xong nó lại cắm đầu đi xuống. Sau đó lại có người hỗ trợ thì lại đi lên. Đi lên xong cắm đầu đi xuống, nó đọc một cuốn sách hay quá lại đi lên. Đi lên lại cắm đầu đi xuống, sau đó là gì ạ? Lại tìm ra được một cái cơ hội thì lại đi lên. Đi lên xong đi xuống, xong tìm ra giải pháp, xong đi lên tiếp. Cuộc đời nó là như vậy. Đấy, câu chuyện của chúng ta là như vậy. Nó liên tục, không lúc nào dừng hết. Liên tục chúng ta cứ có giải pháp thì lại gặp vấn đề. Một cái vấn đề sau ấy, thì nó lớn hơn vấn đề trước. Và cái giải pháp sau ấy, thì nó hay hơn giải pháp trước. Và bài học sau ấy, thì nó hay hơn bài học trước. Và liên tục như vậy thì đấy là cái cách để mà chúng ta tìm ra rất nhiều cái bài học trong câu chuyện của mình. Được không ạ? Rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thiết kế cái câu chuyện của mình một cách đơn giản nhất, được không ạ? Tức là mình tách nhỏ ra cái câu chuyện của mình ra, để mình thay vì cả một cái bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rất là dài, một câu chuyện rất là dài, thì chúng ta kể câu chuyện ngắn của chúng ta trước, được chưa? Chúng ta học cách kể câu chuyện ngắn trước, sau đó sẽ học cách kể câu chuyện dài sau, ok không ạ? Đó. Thì bắt đầu chúng ta nói về cái ngày xưa, bắt đầu chúng ta ngồi nghĩ, ngẫm nghĩ, tưởng tượng ra một cái vấn đề nào đó ngày xưa mà chúng ta gặp phải. Và chúng ta đã tìm ra giải pháp. Và sau đó chúng ta đã đúc kết được cái bài học để sau này chúng ta không gặp phải cái vấn đề đó nữa. Hoặc gặp phải vấn đề đó chúng ta không cảm thấy đau đầu nữa, mà chúng ta đã có giải pháp rồi. Đúng không ạ? Ví dụ như này. Ngày xưa thì Huy không có biết nói chuyện trước đám đông. Cách đây khoảng 6 năm. Đấy anh chị em này, bắt đầu này. Cách đây khoảng 6 năm thì nơi chốn địa điểm lúc đó có thể không quan trọng, bởi vì mình không cần nhấn mạnh vào cái nơi chốn địa điểm. Thì cách đây khoảng 6 năm thì Huy không biết cách để nói chuyện trước đám đông. Đấy, bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu đi vào cái vấn đề luôn, đúng không ạ? Khi đó Huy đang làm công việc nhà thông minh và là một chủ doanh nghiệp, cũng tham gia vào BNI, tham gia vào EOCAM. Nhưng mình không biết cách nói chuyện trước đám đông và rất là rụt rè, rất là sợ hãi. Đây là những cái cảm xúc nhá, anh chị em nhớ này. Trong cái quá trình này ấy, chúng ta phải đưa vào đây những cái nó gọi là cảm xúc. Cảm xúc, chúng ta đưa vào đây những cái cảm xúc trong cái lúc mà chúng ta gặp khó khăn này. Đấy, chúng ta phải cho mọi người thấy cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Tất cả những cái khó khăn này chúng ta phải đưa vào đây những cái cảm xúc của mình, để làm sao ạ? Để câu chuyện nó trở nên hấp dẫn, được không ạ? Đấy. Đấy, thì khi đó thì Huy cảm thấy rất là buồn, rất là chán nản và cảm thấy rất là tủi thân, rất là xấu hổ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người khác họ thành công, những người khác họ có thể làm được mà mình không làm được. Mình đứng trước đám đông mình cảm thấy rất là xấu hổ, mình cảm thấy rất là sợ hãi, rất là nhút nhát, rất là rụt rè. Nhưng mình biết rằng chỉ khi nào mình làm được những điều đó thì mình mới thực sự thành công. Và mục tiêu của tôi, đây nói về mục tiêu này, lúc đấy thì mình nhắc đến mục tiêu anh chị em nhé, nhắc đến mục tiêu này. Cái lúc đó ấy, thì là sao ạ? Mình quay trở lại cái cách đây 6 năm ấy, thì cái điểm B nó là mục tiêu, nhưng bây giờ điểm B nó chính là hiện tại, đấy chưa ạ? Nó chính là hiện tại. Mục tiêu nó chính là mình đang đứng ở điểm B này, nhưng mình quay trở lại cái điểm A này và mình nói về cái hiện tại của mình. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy. Đó. Mình biết rằng là để giúp được nhiều người
thì mình phải nói chuyện được trước đám đông, mình phải trở thành người có khả năng đào tạo. Vì vậy mình bắt đầu đi tìm kiếm giải pháp, mình bắt đầu đi học các lớp học, mình bắt đầu đọc sách, mình bắt đầu tìm các giải pháp. Tuy nhiên đọc sách mãi mà vẫn không nói được. Đọc sách thì đọc đến đâu quên đến đấy. Đây là vấn đề anh chị em nhé. Đúng không ạ? Đọc đến đâu thì quên đến đấy, chẳng nhớ được cái gì cả. Đấy. Đọc sách rất là nhiều nhưng mà không có trải nghiệm và cuối cùng mình vẫn không nói được. Hoặc nếu mà nói thì cũng nói rất là gì ạ? Rất là sơ lược, nói rất là gì ạ? Là lý thuyết và nó không hay. Đó. Sau đó thì mình quyết định rằng mình phải đứng lên để bắt đầu chia sẻ ngay cả khi nó không hay. Và rất là may mắn đó là Huy có một cái môi trường làm việc, đó là môi trường ở BNI. Huy được gì ạ? Huy được rèn luyện mỗi tuần. Mỗi tuần Huy đều được đứng lên chia sẻ về bản thân mình trong vòng 30 giây. Và khoảng vài tháng thì được đứng lên chia sẻ một lần về doanh nghiệp của mình. Và Huy nhận ra rằng ngoài kia có rất nhiều chủ doanh nghiệp, họ cũng không biết cách nói chuyện trước đám đông. Họ đứng lên chia sẻ trước nhân viên của họ thì rất là hùng hồn. Nhưng đứng trước một đám đông của những cái người mà hơi xa lạ một chút thì họ cảm thấy run bắn người lên. Họ cảm thấy không tự tin, họ nói chuyện không được gãy gọn. Và Huy thấy rằng rất nhiều người cũng gặp vấn đề giống như mình. Và chính vì khi mình nhìn thấy có nhiều người gặp vấn đề giống như mình thì mình càng phải cố gắng hơn để mà làm được cái điều đó. Bởi vì khi mình làm được điều đó tức là mình đã vượt trên rất nhiều người. Và khi mình giải quyết được vấn đề của mình thì mình có thể giải quyết được vấn đề người khác. Cho nên vì quyết tâm phải thực hành nhiều hơn, phải làm nhiều hơn. Đó. Và sau đó Huy đã tìm ra giải pháp, đó là Huy nhận cái vị trí đó là trưởng ban đào tạo. Mặc dù mình không giỏi về đào tạo nhưng mình cứ xông vào, mình nhận cái vị trí là trưởng ban đào tạo. Thế là tuần nào mình cũng được đứng lên để đào tạo 5 phút trước các chủ doanh nghiệp. Và khi đó thì mình tự nhiên mình cảm thấy rằng là gì ạ? Mình có trách nhiệm hơn. Và khi mình có trách nhiệm hơn thì mình phải tập luyện, mình phải rèn luyện, mình phải chuẩn bị cái bài của mình. Mặc dù chỉ có 5 phút thôi nhưng mà nó rất là căng thẳng. Và sau khi mình đứng lên một lần, đứng lên hai lần thì mình cảm thấy tự tin hơn. Và bắt đầu mình nhận thêm các cái nhiệm vụ, ví dụ như là MC trong cái buổi họp ngày hôm đó. Đó. Và mình nhận ra rằng là ồ, mình cũng làm được đó. Mình là cái người rất bình thường, là một doanh nghiệp rất là nhỏ. Nhưng khi mình làm MC, mình bảo các cái ông chủ doanh nghiệp, có những ông chủ doanh nghiệp hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, mình bảo là xin mời các anh đứng dậy, thế là các anh chị đứng dậy, bảo xin mời các anh chị ngồi xuống, các anh chị ngồi xuống, mình bảo ô mình cũng oai phết đấy, mình bảo là họ đứng là họ đứng, mình bảo họ ngồi chứng tỏ là gì ạ, mình cũng oai phết đấy. Đấy, và từ đó bắt đầu mình cảm thấy tự tin hơn. Và khi mình bắt đầu cảm thấy tự tin hơn thì mình sẵn sàng mình chia sẻ nhiều hơn, và càng chia sẻ nhiều hơn thì mình càng gì ạ, càng thấy kỹ năng của mình đi lên đó. Và cuối cùng sau rất nhiều lần chia sẻ, rất nhiều lần gọi là đào tạo, dù có lúc hay có lúc không hay, thậm chí có lúc còn bị chửi, nhưng mà gì ạ, nhờ cái sự kiên trì của mình, nhờ cái định hướng về cái mục tiêu lâu dài của mình, đó là gì ạ, mình phải làm được để mình có thể có giá trị hơn. Và khi có giá trị hơn thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, mà không những thế, không chỉ là tiền bạc mà mình có thể giúp được nhiều người hơn. Và chính nhờ cái mục tiêu lớn lao, mục tiêu cao cả đó, nó giúp cho mình có động lực để vượt qua nỗi sợ hãi của mình, vượt qua những vấn đề của mình. Và từ đó mình đã làm được, mình đã thành công trong cái gì ạ, trong cái việc mà rèn luyện cái kỹ năng đào tạo, kỹ năng chia sẻ của mình. Được không anh em? Đó. Như vậy là gì ạ? Ở đây, khi mà nghe câu chuyện của Huy, anh chị em sẽ thấy một số cái cảm hứng để mà chúng ta bắt đầu đứng lên để chia sẻ, bắt đầu đứng lên để đào tạo. Đúng không anh chị em? Cái bài học ở đây ấy, đó là gì ạ? Là chúng ta phải bắt đầu đứng lên chia sẻ, bắt đầu đứng lên để đào tạo, bắt đầu để mà chúng ta dám làm. Với một mục tiêu rõ ràng, đó là gì ạ? Mục tiêu chia sẻ để trở thành nhà đào tạo, để trở thành gì ạ? Trở thành người giàu có, để trở thành người có thể giúp đỡ được nhiều người. Được chưa ạ? Như vậy là trong cái câu chuyện này có rất nhiều các bài học.
Trong đó một cái bài học rất quan trọng đó là chúng ta phải có mục tiêu. Sau đó cái bài học số 2 đó là gì ạ? Là chúng ta phải giải quyết vấn đề của mình, vượt qua được cái vấn đề của mình thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới giúp cho người khác giải quyết được vấn đề của họ. Cái bài học tiếp theo nữa đó là gì ạ? Là chúng ta dám làm, chúng ta cứ làm, chúng ta cứ kiên trì làm, cứ tiếp tục làm, kể cả gặp khó khăn, kể cả gặp những rào cản, kể cả bị chửi, thằng này nói vớ vẩn, thằng này chém gió, thằng này nói như cứt đi, thằng này thế này thế kia, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà vẫn cứ kiên trì làm, cứ làm mãi, làm mãi, làm mãi thì cuối cùng nó cũng lên. Số thời gian mình làm cộng với cả gì ạ? Số lần mình làm cộng với thời gian lâu dài thì kỹ năng nó sẽ lên, được không ạ? Như vậy là gì ạ? Cái câu chuyện của mình mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, để cho mọi người từ người chưa biết làm, chưa giỏi cũng có thể tin tưởng rằng mình có thể làm được. Và khi anh chị em tin rằng anh chị em có thể làm được thì chắc chắn anh chị em mới làm được, đúng không ạ? Chỉ cần mình có một niềm tin là mình có thể làm được thì chắc chắn mình làm được. Nếu mà mình tin rằng mình không làm được thì chắc chắn mình không làm được, anh chị em nhé. Còn nếu mình tin rằng mình có thể làm được thì đầu tiên là mình có thể, sau đó là mình sẽ phải làm, sau đó mình sẽ gì ạ? Mình chắc chắn mình sẽ làm. Và khi mà mình làm một cách kiên trì, bền bỉ với một mục tiêu lớn, mục tiêu cao cả, thì chắc chắn 100% anh chị em sẽ làm được. Ok không anh chị em? Thì đấy là cái câu chuyện mà truyền cảm hứng cho người khác bằng chính cái câu chuyện của mình. Như vậy mình đã phải là gì ạ? Mình đứng ở điểm B, xong mình kể lại câu chuyện của mình. Được không ạ? Ok không anh chị em? Anh chị em đã nắm được cái câu chuyện cũng như là cái cách kể chuyện chưa ạ? Đó. Tôi có nói qua về cái lý thuyết hôm nay không có đi quá sâu, nhưng anh chị em nhớ này, là ở trong cái câu chuyện đó thì nó có cái gì ạ? Nó có giới thiệu bản thân này, đúng không ạ? Và Huy là cái người như này, trước đây Huy là thế kia, đúng không ạ? Cách đây bao nhiêu năm đấy, rồi có những cái rào cản, cái đối thủ của mình ấy. Đối thủ của mình đấy là gì ạ? Đấy là chính cái nỗi sợ hãi của mình. Nỗi sợ hãi của mình chính là đối thủ của mình, chính là kẻ thù của mình, chính là nhân vật phản diện, chính là con quái vật mà mình cần phải vượt qua. Có đúng không anh chị em? Đấy, những cái khó khăn, những cái rào cản, nó chính là gì ạ? Nó chính là cái mà chúng ta cần vượt qua. Và nỗi sợ hãi càng lớn, tức là bây giờ chúng ta càng kém, càng không biết làm, càng tệ, càng hại, càng đau khổ, thì cái câu chuyện càng hấp dẫn. Cái con quái vật càng lớn, càng khổng lồ, càng nguy hiểm, sức mạnh càng to lớn mà chúng ta chiến thắng được nó thì chúng ta là anh hùng, đúng không ạ? Anh chị em thấy những cái phim ở vũ trụ Marvel ấy, là Avenger ấy, biệt đội báo thù. Đấy. Bây giờ nó đánh nhau, không phải đánh nhau ở mấy quái nhân ở trong ở trong nước nữa. Bây giờ chơi hẳn quái nhân vũ trụ luôn. Quái nhân mạnh nhất vũ trụ luôn, đúng không ạ? Đấy. Bảo vệ trái đất, nó không chỉ là một cái bảo vệ thành phố. Ngày xưa người nhện, rồi là Batman, người rơi các thứ là bảo vệ thành phố. Bây giờ làm sao ạ? Bảo vệ trái đất luôn. Kẻ thù càng mạnh thì câu chuyện càng hấp dẫn, đúng không anh em? Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải tìm ra những cái rào cản, những cái khó khăn đó, và cái mà chúng ta đã vượt qua. Sau đó chúng ta nói về cái cách mà chúng ta vượt qua. Chúng ta vượt qua như nào? Chúng ta đã kiên trì như thế nào? Chúng ta đã cố gắng như nào? Chúng ta nỗ lực như nào? Chúng ta đã có sự chuẩn bị như nào? Chúng ta đã quyết tâm như nào? Chúng ta có trách nhiệm như nào? Chúng ta đã tham gia vào những cái công việc gì để chúng ta vượt qua, đúng không ạ? Và đấy chính là cái bài học, cái giải pháp của chúng ta. Nó cũng chính là cái bài học. Đấy, cái key point, cái điểm mà mấu chốt, nó là cái gì? Chúng ta vẫn là cái câu chuyện này nhé. Huy kể theo một cách khác thì lại có bài học khác, đúng không ạ? Ví dụ như là Huy muốn người nghe hướng theo cái kiểu là, cũng là câu chuyện này nhé. Cái bài học khác mà Huy muốn hướng tới đó là gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn thành công ấy, thì chúng ta phải là cái người cống hiến, là sẵn sàng nhận nhiệm vụ để mà gì ạ? Để mà cho đi trước, đúng không ạ? Chúng ta phải cống hiến. Nếu như Huy không nhận những cái nhiệm vụ mà ngay cả khi Huy chưa làm được thì làm sao mà đến bây giờ Huy làm được, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng cho đi, thì khi đó chúng ta mới nhận lại.
cái thứ mà chúng ta nhận lại nó không phải là tiền bạc mà chính là cái kỹ năng của mình, và từ kỹ năng của mình thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều tiền bạc, được không ạ? Thì đấy là cái một cái hướng khác, vẫn là câu chuyện này thôi, nhưng mà chúng ta muốn hướng tới cái người nghe hiểu cái điều gì thì chúng ta rút ra cái bài học đó rất là dễ, được không anh em nhé? Rồi bây giờ thì không lý thuyết nữa, chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Anh chị em chúng ta sẽ bắt đầu ghi xuống cái kịch bản, cái câu chuyện của mình, và chúng ta sẽ rút ra một cái bài học gì đó để truyền cảm hứng cho người khác. Tôi biết tất cả anh chị em chúng ta ở đây đều là những người có những trải nghiệm trong cuộc sống. Và việc của chúng ta là hãy kể cái câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho người khác. Hãy sử dụng chính cái nguyên liệu trong đời sống thật của mình để kể câu chuyện, để truyền cảm hứng cho người khác, để giúp họ vượt qua một cái vấn đề nào đó. Có thể là vấn đề về gia đình, vấn đề là cảm xúc, vấn đề là nội tâm, vấn đề là tình cảm, hay là vấn đề về mối quan hệ, hoặc là vấn đề về công việc, hoặc là vấn đề về khách hàng, hoặc vấn đề về marketing, hoặc vấn đề là nhân viên, hoặc là vấn đề về quản lý doanh nghiệp, hoặc là vấn đề quản lý bạn bè, hoặc vấn đề quản lý chi tiêu, quản lý tiền bạc. Bất kể vấn đề gì mà anh chị em đã vượt qua thì anh chị em hãy viết xuống ngày xưa cách đây mấy năm đó đấy, tôi khi đó đang làm việc gì, tôi đang có giải pháp gì, tôi đang gặp vấn đề gì, và vấn đề đó nó là khiến cho tôi buồn như nào, được nhỉ? Vấn đề đó khiến cho tôi đau khổ như nào, vấn đề đó khiến cho tôi mệt mỏi như nào. Vợ chồng tôi cãi nhau, vợ tôi nói cho tôi những cái câu nói như thế này làm tôi rất là đau khổ, rất là buồn, kiểu như vậy, được không ạ? Đấy, và sau đó thì tôi đã quyết định, tôi đã tìm ra giải pháp, tôi đã quyết định, tôi đã học tập, tôi đã đọc sách, tôi đã hỏi người này, hỏi người kia, hoặc bất kể những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là cần gọi là giá trị, chúng ta nhấn vào những cái điểm đó, được không ạ? Sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Tìm ra được cái giải pháp, bắt đầu là thay đổi, và chúng ta bắt đầu thay đổi, mọi người xung quanh bắt đầu thay đổi, thế giới bắt đầu thay đổi, và hiện nay chúng ta đang có cuộc sống tốt đẹp như nào, và cái bài học là gì, ok không ạ? Rồi, đầu tiên xin mời bạn Thu Hà. Bây giờ có bao nhiêu thời gian ạ? Khoảng 5 phút. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Thu Hà, chuyên gia tư vấn và cung cấp vật tư điện nước. Hiện tại tôi đang làm CEO công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Lợi An. Nhưng mấy ai biết được, chỉ cách đây có 9 năm thôi, thì lúc đấy, năm 2013-14, tôi đã rơi vào tình trạng vỡ nợ. Anh chị có biết không? Thời điểm đấy, bố mẹ tôi, anh chị tôi đã dồn hết tiền để cho gia đình nhà tôi. Và tôi nhớ như in cái cảm giác vào một ngày mùa thu. Khi đấy thì con tôi được hơn 1 tuổi. Và lúc đấy thì chồng tôi đi làm về, anh ấy có hỏi tôi là: "Vợ ơi, thế tại sao vợ không mua quần áo cho con?" Bởi vì anh ấy thấy một tay con xách quần áo thì nắng cũng cỡn đến rốn. Tôi có chia sẻ với chồng tôi là nhà mình hiện tại còn không có tiền ăn, thì lấy đâu ra tiền để mua quần áo cho con. Và anh chị có biết không, thời điểm đấy tôi trả 60 triệu tiền lãi ngày, chưa kể tiền lãi ngân hàng của tôi, gần 1 tỷ tôi vay, tức là mở mắt ra là tôi đã mất gần 100 triệu tiền lãi một tháng rồi. Lúc nào tôi cũng chỉ quay cuồng với việc tiền và tiền. Và có một chi tiết mà đến bây giờ tôi cũng không bao giờ quên. Đấy là mẹ tôi bình thường, mẹ tôi không bao giờ xin tiền của con cái và cũng không bao giờ lấy tiền của con cái nếu như thực sự không cần thiết. Nhưng lúc đấy mẹ tôi đã xin anh trai tôi 2 triệu. Anh chị có biết không, xin 2 triệu để mua thức ăn, bởi vì bao nhiêu tiền mẹ tôi đã dồn hết cho nhà tôi. Và thời điểm đấy thì bố mẹ tôi chính là những người đã kêu mang vợ chồng tôi và con cái nhà tôi, và nuôi, chính xác là nuôi vợ chồng tôi và con cái nhà tôi tại thời điểm đấy. Thực sự là tôi thấy mình bất lực vô cùng. Tại sao mà mình đến thời điểm mà mình đã có tiền tỷ trong tay và mình đã có một cái cơ ngơi rất lớn rồi mà mình lại đánh mất nó, và mình đẩy đến tình trạng mà mình rơi vào, giống như trường hợp rơi vào địa ngục. Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi lại có thể sống sót được khi mà mình rơi xuống đáy bùn như thế.
và với cái chi tiết 2 triệu đấy của tôi, của mẹ tôi làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi quyết tâm tôi phải đứng lên, làm thế nào mà mình không còn để cho bố mẹ mình buồn nữa, làm thế nào mà cuộc sống của mình nó phải đi lên, không thể nào mình phụ thuộc mãi vào bố mẹ mình được. Và tôi quyết tâm chỉ có thể làm chủ thì tôi mới có thể đứng dậy được, vực dậy lại cái gia đình nhỏ bé của mình được. Bởi vì lúc đấy thì chồng tôi cái tinh thần xuống khủng khiếp, anh ấy chán nản bởi vì gia đình thì bị lộn xộn, còn công ty thì bị sụp đổ. Tôi lại phải là người đứng lên và tôi mong muốn cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là tôi cũng muốn trả công ơn của bố mẹ tôi, và tôi nuôi những đứa con của tôi trưởng thành. Năm 2016 thì tôi mở ra công ty Phúc Đại An. Tuy nhiên anh chị có biết không, tôi cứ nghĩ là khi mình mở công ty ra thì mình sẽ phát triển mạnh mẽ, nhưng không. Khi tôi mở công ty ra thì với một người không kiến thức, không kỹ năng và không một chút kinh nghiệm gì trong ngành điện nước, thực sự với tôi khó khăn vô cùng. Anh chị có thấy nhà cung cấp nào mà 3 lần từ chối khách hàng không cấp hàng cho tôi? Họ bảo tôi là một người đến dây điện 100m hay 200m cũng không biết thì buôn bán cái gì, em đóng cửa vào đi. Chứ em mà mở ra thì lại giống như rất nhiều người bạn của chị ngoài kia, họ đã từng nhờ chị phải bán hộ hàng tồn kho rồi, đóng cửa đi em. Vâng, tôi nghĩ là nếu như bây giờ mình bỏ cuộc thì có phải là mình đang đầu hàng số phận hay không? Và tôi quyết tâm, tôi đã tự nghĩ là 5 năm nữa chị sẽ phải là người quay lại mời em làm nhà phân phối cho chị, chứ không phải là chị không bán hàng cho em. Và tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ vấn đề nhân sự đến vấn đề kinh doanh rồi tất cả những vấn đề khác tôi gặp phải. Nhưng tôi không đầu hàng và tôi luôn luôn học hỏi. Tôi học từ khách hàng của tôi học từ nhà cung cấp, tôi đọc sách, tôi học hỏi tất cả những người mà họ đã đi trước tôi. Và anh chị có biết không, vì cái nghị lực và cái tính ham học hỏi của tôi mà tôi đã xây dựng Phúc Đại An là một công ty. Đến hiện tại thì có rất nhiều nhà cung cấp đang tìm đến công ty tôi, và công ty tôi cũng đã cấp cho hàng ngàn dự án lớn nhỏ trong cả nước. Với cái tính văn hóa của công ty cho tôi đấy là phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm, thì chúng tôi đang ngày càng phát triển hơn nữa để giúp cho rất nhiều khách hàng ngoài kia, họ mang lại, họ có cho họ giá trị và sự tin tưởng. Vì vậy tôi cũng rất mong các anh chị, chúng ta hãy bằng sự nỗ lực của mình, bằng sự cố gắng của mình, và chúng ta kèm theo kiến thức và những trải nghiệm, những kỹ năng của mình, chắc chắn các anh chị sẽ làm được tốt hơn tôi. Bởi vì tôi là từ con số 0 đi lên mà tôi còn làm được, thì chắc chắn các anh chị còn làm tốt hơn tôi rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện của Thu Hà. Anh chị em thấy không? Trong câu chuyện của Thu Hà nó có rất nhiều những cái gọi là điểm nhấn, và tôi rất là thích ở cái điểm đó là cái chi tiết mình đưa vào lồng vào đó, những cái chi tiết, ví dụ chi tiết là áo con mặc như nào, hoặc là chi tiết là 2 triệu đồng của bà, của người mẹ như nào, và cái cảm xúc của mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy thất vọng, mình cảm thấy gọi là mất cái gọi là mình cảm thấy bản thân mình nó nhỏ bé như nào, nó kém cỏi như nào, và mình thấy rằng mình phải quyết tâm mình vươn lên. Đấy, thì cái đoạn cuối ấy là mình nhấn mạnh hơn về những cái bài học, mình nhấn mạnh hơn cái bài học. Đấy, nhấn mạnh hơn để nêu bật ra được cho cái người nghe họ thấy rằng cái gọi là vượt qua cái nghịch cảnh, vượt qua khó khăn, và cái bài học của mình là gì, tức là cái lý do hay là cái cách nào đấy mà mình vượt qua, cái cách mình vượt qua như nào, đấy chính là cái bài học, được chưa? Ví dụ như là cái bài học ở đây nó là rút ra, đó là để mà thành công được thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu, hay là cần phải có một cái nỗi đau, hay là cần có một cái trải nghiệm, hay là cần có sự quyết tâm. Đấy, thì cái bài học rút ra nó phải ngắn gọn, nó phải cô đọng để cho người nghe họ sẽ nhớ được cái câu chuyện của mình. Họ sẽ không thể nào nhớ được chi tiết cái câu chuyện của mình, nhưng họ sẽ nhớ được cái bài học mà mình muốn nói đến.
đúng không ạ? Cho nên bài học nó phải cô đọng, nó phải ngắn gọn, nó phải đơn giản. Ok, cảm ơn Thu Hà rất là nhiều. Chuẩn bị trong thời gian rất là ngắn nhưng mà kể câu chuyện rất hấp dẫn, rất là cảm động, rất là cảm xúc, rất tuyệt vời. Ok, tiếp theo xin mời Đức Khang. Đức Khang, sau đó lại đến Đàm Nam Trường chuẩn bị. Không nghe tiếng Đức Khang ơi. Bỏ cái tai nghe ra. Bỏ cái mic ra. Rút ra. Rút cái mic ra. Rút cái tai nghe ra. Đang ở công ty sao nói xấu công ty được. Máy tính bàn không có mic. Ok, thế thôi, Đức Khang sẽ quay video và mình sẽ nộp bài sau nha. Rồi, thế thì xin mời Đàm Nam Trường, sau đó đến chị Nguyễn chuẩn bị. Con chào thầy và em chào, xin chào tạm thể các anh chị. Thì như mọi người đã được biết thì có một số anh chị có thể chưa biết thì em hiện tại đang là một sĩ quan quân đội. Em thì vừa thi xong tốt nghiệp và mới ra trường. Thì cái khoảng thời gian 4 năm trước mới khi bắt đầu vào con đường chọn là con đường thi đại học, lúc ấy chưa có định hướng, chưa có một cái nghĩ gì cả. Mình chỉ có một cái suy nghĩ là mình cần phải, sau là mình cần phải làm giàu, mình cần phải kinh doanh. Tuy nhiên thì cái số phận lúc đó về cái áp lực gia đình, vì cái hoàn cảnh gia đình, sau đó thì em phải thi vào quân đội. Và trong cái khoảng thời gian đấy, khi mà thi vào quân đội với cái nguyện vọng mình không mong muốn, rồi khoảng gian 3 năm đầu em sống với một khoảng thời gian rất là bế tắc. Cái cuộc sống mình nó buông thả, mình chỉ sống gọi là cho qua ngày và hoàn thành xong nhiệm vụ vào trong quân đội. Môi trường quân đội là môi trường cực kỳ là kỷ luật. Tuy nhiên thì mọi cái vấn đề cái ý thức tự giác ở bản thân mình thì không có, dường như cái độ phát triển của mình nó không có một cái sự nào để mình thúc đẩy để mình nỗ lực mình khá hơn. Thế là ba năm của phải trải qua 3 năm rồi, gần như một con người không có một sự vươn lên. Đến khi mà năm thứ tư, cái sự khao khát mình muốn tự mình đi tìm con đường cho mình muốn cho mình phải phát triển hơn, mình không thể nào sống mãi như thế được. Rồi em biết đến câu lạc bộ 5 giờ sáng. Khi bắt đầu biết đến câu lạc bộ 5 giờ sáng thì rồi bạn Hà, biết đến bạn Hà thì Hà đã giúp em tìm đến môi trường và được học tập phát triển cùng với đội nhóm. Sau khi bắt đầu khoảng thời gian đấy em đi thực tập 3 tháng. Cũng một thời gian rất cực kỳ khó khăn khi bắt đầu mới vào mà một con người đi từ con số 0 lên và không có một chút kinh nghiệm, không một chút kiến thức nào. Thì em bám sát bạn Hà rất là sát luôn, cực kỳ sát. Và cái khoảng thời gian đi thực tập thì em làm những cái việc làm, những cái hành động khác với mọi người ở trong đấy. Cái điều kiện thì em sử dụng điện thoại thôi, nó vẫn là khó khăn. Có những cái thời điểm buổi tối như 9 giờ đã phải tắt điện đi ngủ rồi, mà mọi người thì không cho sử dụng điện thoại, mà em vẫn sử dụng trộm. Sau đó thì đến khi đơn vị biết và đã cảnh cáo thu điện thoại thì em lại mượn của bạn. Em vẫn tiếp tục học và bám sát khá rất là nhiều. Và cái khoảng thời gian đấy có một cái đường đua lên nhà điều hành, thì nhờ những cái nỗ lực và cái hành động của mình, một khoảng thời gian 1 tháng thì em đã cố gắng và phát triển nên cũng lên được cấp bậc nhà điều hành một thời gian. Thì cái điều mà em muốn nói là khi mà chúng ta đã có một sự thay đổi, chúng ta có sự nỗ lực, thì tất cả những quyết tâm chúng ta cố gắng, mục tiêu 1 tháng để lên nhà điều hành em đã hoàn thành được. Và trong khoảng thời gian tiếp theo vẫn tiếp tục bám sát đội nhóm và bám sát mọi người để học tập, để có thể phát triển hơn nữa trong cái môi trường của chúng ta. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em.
Ok, xin cảm ơn Đàm Lam Trường. Xin mời chị Nguyên Nguyễn. Chị Nguyên ơi, chị bật mic lên. Xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Nguyên, đang kinh doanh dược phẩm như là ngành chăm sóc sức khỏe. Ngày xưa lâu lắm rồi, cách đây 30 năm, hơn 30 năm, thì mình là sinh viên của trường đại học dược, mới ra trường. Khi đấy niềm tự hào của bố mẹ và bố mẹ mình ấy, thì là mong là các con đều có một cái công việc ổn định, và mình đã từng ổn định trong một cái vỏ bọc an toàn là ngành nhà nước. Sau một thời gian ngắn mình làm trong bệnh viện, mình nhận thấy là đây không phải là ước mơ của mình. Mục tiêu của mình là phải có nhà riêng, phải có xe máy riêng, phải lo được cho mọi người, phải được tự do về thời gian. Khi đấy mình bắt đầu tìm đến là ra ngoài hoặc ở nhà nước để mình ra ngoài làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên thì gặp phải sự ngăn cản, đầu tiên là bố mẹ đẻ của mình, rồi là chồng mình, tất cả mọi người cùng mong muốn là mình có một cái công việc nhà nước an toàn và ổn định, là phụ nữ mà, rồi đấu tranh năn nổ, cố gắng thế để đạt được cái mục tiêu lớn của mình. Thì những cái khó khăn ban đầu là vốn không chỉ là tiền, mà kiến thức, là kinh nghiệm. Và mình đã phải nỗ lực tự đọc sách, tự học thêm, rồi là tự trải nghiệm bằng công việc bán hàng để rút ra kinh nghiệm. Tuy nhiên thì cái tốc độ chậm và rất là khó khăn, rồi mình thì lại gặp được những người thầy truyền lại cái kinh nghiệm để mình ngày nỗ lực để học thêm về chuyên môn, học về kỹ năng mở văn phụ, kỹ năng trao giá trị, học về làm sao để tạo dựng được cái mối quan hệ, như là làm sao mà để khách hàng tin mình, làm sao mà để mình có thể giúp đỡ được nhiều người. Và mình lại một lần nữa là cố gắng học thêm kỹ năng đó để làm gì, để có nhiều kỹ năng để sau này là chỗ dựa cho bố mẹ tuổi già và chỗ dựa cho gia đình. Đấy, tư thêm thời gian để học chuyện bản thân, khi là gặp được những người thầy trong cái câu lạc bộ bạn gái, mà mình đã cảm thấy là mình thật sự là biết ơn những người thầy đã giúp đỡ mình để mình vượt qua được những cái sự khó khăn, những cái điều mà còn thiếu ở trong mình, để mình có thể có kỹ năng nói chuyện tốt hơn với mọi người, như là giúp đỡ được nhiều người hơn, để mình được tự do hơn về thời gian, cũng như là có thêm cái nguồn thu nhập, có thêm sức khỏe, và cảm thấy là cái sự nỗ lực nó hoàn toàn là xứng đáng, tuy là nhỏ thôi nhưng đủ để làm cho mình có một cuộc sống là đầy đủ hạnh phúc và có đủ tình thương. Xin cảm ơn tất cả nhà mình đã lắng nghe câu chuyện của mình. Trọng cảm ơn thầy, vì là cảm ơn tất cả mọi người. Ok. Cho MC. Ok, tuyệt vời quá, cảm ơn chị Nguyên. Hôm nay là làm theo kịch bản, cho nên là thành ra là mình lại vừa nói, mình phải vừa nhìn kịch bản, thành ra là nó lại không được liền mạch, đúng không? Đấy, rồi không sao, mình tập dần cho nó quen. Ok nhé. Rồi, cảm ơn chị Nguyên. Tiếp theo xin mời chị Bích Thể. Vâng, xin kính chào thầy Huy, xin chào toàn thể, xin kính chào các anh chị em đã có mặt trong cái buổi họp ngày hôm nay. Thì để cũng xin kể một câu chuyện về cái công việc của mình, công chuyện là người thật việc thật. Thế thì cái câu chuyện này thì cũng không ghi ra kịch bản, nhưng cái câu chuyện này cũng đã kể rất nhiều rồi.
và cũng là cái câu chuyện để truyền cảm hứng cho đồng đội của mình. Thì xin kể một câu chuyện là về cái lĩnh vực về bảo hiểm nhân thọ. Cách đây 6 năm thì mình thôi làm công việc nhà nước và chuyển về tại gia, tức là chỉ lo ở nhà để nội trợ và làm thêm những cái việc khác nữa không. Đó, thì với cái công việc như thế thì một cái ngày rất là đẹp trời thì có một cái chị đến rủ có chuẩn bị công ty ở Nhân Thọ có mở một cái lớp huấn luyện. Thế thì mình cũng không biết là cái bảo lớp đó nó như thế nào, thì chị bảo chị học có 3 ngày thôi đó, mà sau này là được cấp cái bằng và được đi tư vấn. Thế thì mình cũng rất là thích về bảo hiểm nhân thọ, bởi vì bản thân mình cái tiềm thức về bảo hiểm nhân thọ là nó đã có rồi. Thì bảo ừ thôi thì cứ đi, bây giờ đang đỗ cứ đi nghe xem. Thế là để tham gia vào cái lớp đó thì qua 3 ngày thì phải đã tốt nghiệp và được Bộ Tài chính cấp cho mình cái mã số để mình có một cái, đó cũng là một cái cách để mình được trực tiếp để tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Thì khi thấy vào làm bảo hiểm nhân thọ thì thầy đã ký cái hợp đồng cho bản thân mình, coi như là mình đã biết được bảo hiểm nhân thọ nó tốt như thế nào và mình ký hợp đồng bảo hiểm cho mình. Để từ đó mình cầm cái hợp đồng bảo hiểm của mình để mình đi mình chia sẻ thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều, bởi vì mình có cái gì đó của chính mình. Đó là thầy đã làm như thế. Và khi về, khi cầm hợp đồng bảo hiểm về thì đi chia sẻ với những người thân, bạn bè của mình, anh em của mình, nhưng cũng không phải dễ dàng để tham gia được cái, để ký được cái hợp đồng bảo hiểm. Thì thầy đã cũng có một số bạn bè là cũng hỗ trợ mình, mang chính là thầy thì có một cái thế mạnh, tức là rất là được tin tưởng và có cái niềm tin đối với mọi người, nên khi mà nói một cái gì đó thì họ có thể là một là họ hỗ trợ, mà hai là họ cũng không có từ chối mình cách cao. Nên là mới năm đầu thì cũng đã đạt một cái vị trí rất là cao, tức là MDIT. Nếu ai làm trong bảo hiểm nhân thọ thì biết. Thì thế cũng, nhưng mà đâu đó thì cũng có rất là nhiều cái tiếng nói nhỏ họ không làm được đâu, cái công việc này khó lắm, cùng lắm là làm được đến một năm là lại rụng thôi mà. Thế phải luôn luôn phải nghĩ rằng đó, không biết là tại sao nhỉ. Mà công nhận là đi thì cũng có rất là nhiều người từ chối, mình cũng rất là nản. Thậm chí có hôm đi ra đường cũng không biết là mình chuẩn bị đi đâu, bởi vì ngày hôm qua là đi đến chỗ kia từ chối rồi, ngày hôm nay cũng, ngày hôm kia cũng có chỗ từ chối rồi, bây giờ mình không biết đi đâu. Thế là nhiều lúc mà có những cái động lực mà đi xuống như vậy, có cái tinh thần mà tiêu cực ra, thì thế lại hay có một cái cách là mình luôn luôn search trên cái từ khóa đó. Ví dụ như là hôm nay mà tinh thần mà đi xuống thì như nào, tức là cứ search lên vậy thôi, còn họ trả lời sao thì mình cứ theo cái đó đọc đó. Thì phải có một cái là làm như thế và tìm thấy được cái câu động lực ở trong cái bài người ta chia sẻ đó, thì phải cảm thấy là rất là lại mình lại có động lực mình đi lên đó, lại đi làm và lại tiếp tục chia sẻ. Và có một cái là khi mà đã hết cái thị trường, đã hết khách hàng quen rồi á, thì bắt đầu ta lại đến khách hàng lạnh. Từ khách hàng lạnh là mình phải bắt đầu có cái mối quan hệ từ dần dần rồi đến là nóng ấm lên đó, thì mình mới chia sẻ được. Nhưng mà có một cái câu chuyện này là chính là nhớ đời luôn, là một cái câu chuyện đến chia sẻ cho một cái gia đình rất là xa lạ ở cái vùng mới đến. Thế thì cũng qua một cái người quen giới thiệu để chia sẻ, thì thầy đang ký hợp đồng, bố mẹ là muốn tham gia cho con một cái, con là con gái lớn nhưng mà không may là bị chồng đuổi sao lại về quê, về nhà bố mẹ đẻ ở. Thế thì thầy cũng bảo được thôi, thì tham gia hợp đồng bảo hiểm làm ăn tính tiết kiệm và bảo vệ. Thế thì ông bà cũng thương, rất là thương con gái, và sau đó là đã quyết định là tham gia cho con một cái hợp đồng bảo hiểm. Như thế thì khi đang chuẩn bị ký rồi đó, thì có một video là có con em ở bên cạnh đó, nó vùng vằng nó đến rồi nó lôi cái túi sách của thể, nó lôi cả giấy tờ của thể trong cái cặp đấy, nó vứt ra. Bởi vì lúc đó mình đang bày lên bàn, mà mình đang bày rất là nhiều lên bàn để mình chuẩn bị chia sẻ một cái hợp đồng bảo hiểm. Thế thì nó lôi hết cả ra, xong nó bảo là chị về đi, chị không được ký cái gì hết cả, tiền nó mà ký năm nay ký rồi sau năm đấy thì mà giả như thế nọ như thế kia, tất cả mọi cái. Xong bắt đầu nó lôi ra, thế lúc đấy là đã, nhưng mà mình lúc đấy mình vẫn kiểm soát được cái tức là mình vẫn kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Mình đúng là mình nóng cái lắm rồi, nhưng mà vẫn kiểm soát được mình, và mình rất là sự cái kiểu là mình thiếu tôn trọng, thế là thầy cũng rất là kiểm soát. Thế xong rồi thầy bảo thì em đừng có làm như thế. Xong rồi thầy mới giơ một cái quyển luật bảo hiểm lên, bảo có luật đây em này, em mà đụng vào những cái giấy tờ của chị là có pháp luật đấy.
Thế thì không biết là cô nghĩ đến cái quyển pháp luật để kể ra như thế, cô để đưa một cái quyển pháp luật lên, pháp luật về bảo hiểm á, thì cô lại tự nhiên cô lại dừng lại cái hành động của cô ấy, và thế là vội vàng để sắp giấy tờ các thứ mình vào cẩm, và thế cũng chào bố mẹ cô và cái cô mà ký hợp đồng bảo hiểm đó, ký xong rồi nhưng mà chưa thể làm được, bởi vì là cái cô như thế xong rồi bố mẹ bảo là thôi nó đã nói vậy thì cháu cứ từ từ rồi đi sau xuống gì đấy. Thế là thế chào mọi người thì ra về, mà đúng là trên đường thì chảy nước mắt buồn vô cùng luôn. Mà cái cảm xúc này đúng là phải nghĩ rằng kể cho bao nhiêu lần đối với tư vấn tài chính, kể cho bao nhiêu người đi tuyến dưới của mình vẫn khóc cái cảm giác đấy, đến hôm nay kể với mọi người cũng thế. Và thầy lại về thì sốc, hôm đấy buồn lắm, về sốc lên trên YouTube có một cái câu của Giác Ma nói như này: từ chối chỉ là bình thường thôi bạn, đó chỉ là một bài test nhỏ, nếu bạn vượt qua bạn sẽ thành công, thì lại có động lực để đi làm. Và liên tục từ đó đến nay là đã được thêm 5 năm nữa để vẫn có hợp đồng bảo hiểm và để vẫn bảo vệ được rất là nhiều người. Và đến cái năm ngoái, cả năm kia là cái năm Covid, là để giúp một cái gia đình đó có cái cháu bé bị bỏng do cồn, không may sơ xuất vì để cồn ở bàn đó mà đã bị Covid mà cháu bị bỏng toàn thân, và được hỗ trợ được cái hợp đồng bảo hiểm có mấy trăm triệu, và cháu bị, gia đình đã đỡ gánh nặng rất là nhiều. Và tôi cảm rằng cái công việc của mình làm rất là tuyệt vời. Nên là hôm nay phải kể một cái câu chuyện ở đây, có cái bài học cho mình là tất cả mình cũng phải làm sao để vượt qua những lời từ chối. Và những khách hàng họ từ chối mình, họ cũng có lý do của họ, bởi vì đâu đó họ đã nghe những cái lý do kia rồi, thì mình cố gắng làm sao để giải quyết những vấn đề ra, khi mà mình đã giải quyết được những vấn đề đó, mình đã khơi gợi được cái nhu cầu đó, cái lời từ chối họ đã đi vào trong công việc rồi. Để làm một người bán hàng rồi, chúng ta phải cố gắng vượt qua những lời từ chối, đó là một cái bài học rất là lớn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và xin lỗi cái cảm xúc của mình sau khi kể cái câu chuyện vừa rồi. Và cái câu chuyện này có thể cũng đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều các cái tuyến dưới của mình về cái nghề bảo hiểm, để mọi người nghĩ rằng là từ chối nó cũng là bình thường thôi, có thể vượt qua là mình sẽ thành công. Cảm ơn thầy Huy, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Ok, cảm ơn chị Thể. Câu chuyện rất là cảm xúc, rất cảm xúc, rất giá trị đúng không ạ? Và cái bài học rất là rõ ràng, đó là gì ạ? Từ chối là bình thường thôi. Cho nên là gì ạ? Đừng quá đặt nặng cái từ chối, đừng quá thất vọng, đừng quá bỏ cuộc khi bị từ chối, đúng không ạ? Ok, cảm ơn câu chuyện của chị và cảm ơn bài học của chị rất giá trị. Anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy, kể câu chuyện nó sẽ đánh vào cảm xúc, giác quan và rất nhiều thứ của mọi người. Cho nên là gì ạ? Phải kể chuyện. Đã kinh doanh, đã đào tạo, đã sale là phải kể chuyện. Đấy, đi bán hàng cũng phải kể chuyện, mà đi đào tạo cũng phải kể chuyện. Cho nên câu chuyện nó là rất giá trị. Và có một thứ anh chị em để ý đấy là gì ạ? Chính những cái thứ khó khăn nhất của mình ấy, nó chính là cái nguyên liệu rất tốt để giúp chúng ta đưa vào câu chuyện, đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị Thể rất nhiều. Tiếp theo xin mời chị Phạm Nụ. Vâng, cảm ơn thầy Quang Huy đã cho Phạm Nụ lên mic, và xin Phạm Nụ xin mến chào toàn thể anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì câu chuyện của Nụ là Nụ kể về cái câu chuyện cuộc đời khó khăn nhất của Nụ. Từ năm 2003 là lúc đó là gia đình của Nụ là cái cuộc sống nó cực kỳ là khó khăn. Con thì vẫn còn nhỏ, Nụ có ba cháu. Cháu lớn nhất 13 tuổi, cháu thứ hai là 4 tuổi. Lúc đó là cuộc sống của Lụ rất khó khăn, và Lụ đã quyết định là đi lao động nước ngoài. Và lúc đó đi lao động nước ngoài là cái thời điểm đầu tiên của đi Đài Loan. Thế thì lúc đó là Lụ cũng quyết định để đi nước ngoài. Thì lúc đó thì bố đẻ của Lụ với cả chị gái Lụ là cũng gàn rất chi mà nhiều và không cho Lụ đi. Nhưng mà vì cái kinh tế nên là bố của Lụ đã bảo là thôi để bố coi như là lo cho con không phải đi nữa, bởi vì ba đứa con nhỏ bây giờ con bỏ ba đứa con nhỏ con đi thì ai là người trông lo cho con. Thế nhưng mà lúc mà nghe bố với cả nghe chị nói thì mình lại thương con, và mình cũng thôi mình từ bỏ
cái khát khao của mình để mình đi đi kiếm tiền. Nhưng mà qua một đêm, Lục nghĩ là nếu như Lục mà không đi ấy, thì ai là người kiếm tiền cho cái gia đình này và cuộc sống của mình và cuộc sống của con sau này như thế nào. Và qua một đêm đó, Lục lại vẫn quyết định là Lục đi. Đến ngày hôm sau, Lục lại nói với bố Lục với chị gái là thôi con quyết định con đi. Thì lúc đó là bố của Lục và chị của Lục đã khóc và không cản được được Lục, là Lục vẫn quyết tâm là Lục đi. Thế thì cái lúc đi đấy thì nó cực kỳ là khó khăn, bởi vì lúc đó là thứ nhất là tiền của mình không có, cái thứ hai là cái thời điểm đó là đi lao động nước ngoài, đi Đài Loan đấy, là cái tiếng tam rồi các cái đồn đại nó cực kỳ là áp lực cho Lục. Thậm chí là Lục đi lên trường có những thời điểm cao nhất là học sinh vào học đến 50 học sinh vào, nhưng mà cứ người vào thì lại người ra, người vào lại người ra, cái tiếng đồn đại rồi là những cái khó khăn đấy, là những ai không vượt được lên đấy là đều bỏ hết. Và đến cuối cùng lớp học chỉ còn chưa được tới 20 người đi. Đấy là cái lúc đấy là Lụ rất chi mà cương quyết và kiên trì. Và Lụ cũng đã quyết tâm nói là nếu như mà khi mà nếu mà không làm được ở bên Đài Loan thì Lụ cũng sẽ không về nhà. Tại vì lúc đó mà mình vay tiền để đi đấy là một cái số tiền rất chi mà lớn. Mà nếu mà mình đi sang đấy mình không làm được là tự nhiên là mang một cái gánh nợ về cho gia đình, thì chắc là phải cả đời không mới trả được hết nợ. Cho nên là mình quyết tâm là nếu như làm được thì mới trở về Việt Nam, mà không làm được là Lụ sẽ không trở về. Khi nào mà làm được thì Lụ mới trở về. Mà trong trước lúc đi Lụ, gia đình nhà Lụ là cũng đã bị nợ cái số tiền cũng nhiều. Thế thì Lụ cũng quyết tâm từ lúc đấy. Thế đi sang tới Đài Loan thì thực ra là nó cũng vô cùng cái khó khăn. Lúc ở nhà là cũng đã khó khăn rồi, nhưng đi sang cũng Đài Loan cũng đã vô cùng khó khăn. Nhưng mà Lụ cũng vì cái quyết tâm của mình, vì cái kiên trì của mình chịu đựng được và mình cũng đã vượt qua được coi như 9 năm ở Đài Loan. Thì lúc đó thì cuộc sống của gia đình nhà Lụ cũng nói chung là cũng rất chi mà ổn định. Và con cái học hành thì nó cũng tới nơi tới chốn. Thế thì Lụ đi 9 năm về thì Lụ cũng làm cái nghề đầu bếp. Tại vì ở Đài Loan là có vài năm Lụ học cái nghề đầu bếp. Thế Lụ đi về Việt Nam thì Lụ cũng đi làm cái đầu bếp. Thế làm đầu bếp thì được vài năm thì Lụ cũng mở một cái quán nho nhỏ ở để coi như là ở nhà để làm. Bảo là thôi mình đã cũng đi làm bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình mở cái quán ra để coi như là gần gia đình. Thế thì mở quán ra thì đúng là quả tình là cũng bán hàng thì cũng được, nhưng mà vì là mình cũng cái sự mình cũng tin tưởng đấy, cái sự tin tưởng và cũng rất dễ thương người, và cũng để mình vì mình tư thương người, mình tin người, cho nên là lại để cho coi như một người bạn lại lợi dụng cùng cái lòng tốt của mình. Thế là mình lại bị cái người bạn đó lừa mất của mình 500 triệu và mình lại tiếp tục quyết tâm đi lần thứ hai sang đảo Síp. Thế thì sang đảo Síp thì cả gia đình kể cả chồng con không đều gàn không cho Lụ đi, nhưng mà Lụ vẫn quyết tâm là Lụ đi, bởi vì mình nghĩ là lúc đầu tiên từ cái năm 2002 mình cái thời điểm khó khăn nhất mà mình vẫn quyết tâm mình đi làm được, mình vẫn kiếm được tiền để nuôi gia đình, để về giúp cho gia đình có một cái cuộc sống ổn định. Đến bây giờ thì đúng là tại là mình gây ra mà mình làm nên, thì bây giờ mình vẫn có thể coi như là vượt qua được những cái rào cản đấy, và mình cũng sẽ vẫn quyết tâm mình vẫn đi kiếm được tiền. Thế thì Lụ lại lần thứ hai Lụ đi sang bên đảo Síp, và đi sang đảo Síp thì cũng được hơn một năm thì Lụ cũng có cái cơ hội để biết tới cái duy nét này, thì Lụ lại quyết tâm quay về là đi vào để làm với con đường duy nét. Thì Lụ cũng hy vọng rằng là lần này là lần thứ ba của cuộc đời Lụ, là Lụ quay về là Lụ cũng hy vọng là lần thứ ba Lụ cũng sẽ hoàn thành. Hai lần hoàn thành rồi thì lần thứ ba Lụ cũng sẽ hoàn thành. Thì đây là cái câu chuyện của Lụ, thì xin cảm ơn mọi người cũng lắng nghe Phạm Lụ chia sẻ. Rồi, cảm ơn chị Lụ. Cái bài học chị muốn truyền tải cho mọi người là gì?
cái thông điệp chị muốn truyền tải cho mọi người là gì? Thông điệp đó là cái lòng quyết tâm và kiên trì ạ. Quyết tâm và kiên trì, ok, rất tuyệt vời, cảm ơn chị Nụ. Rồi, ok nha, rồi tiếp tục xin mời chị Lê Dung. À đâu, xin mời chị Ngọc Mỹ. Cảm ơn các bạn nghe. Chị Lê Dung chuẩn bị. Xin chào tất cả các anh chị em trong Zoom hôm nay. Hôm nay Ngọc Mỹ chia sẻ với anh chị em cái câu chuyện của mình. Đấy là Ngọc Mỹ trước đây, cách đây khoảng 2 năm rồi về trước. 2 năm rồi về trước thì lúc đấy Mỹ vẫn còn đang bế tắc trong cuộc sống, bế tắc trong công việc, bế tắc trong hôn nhân. Bế tắc trong mình không có niềm tin. Mình chưa có niềm tin vào chính bản thân mình, cũng như là mình không có được tự tin như bây giờ. Mình lúc làm mình kỳ vọng của bản thân mình nhiều hơn là mình kỳ vọng vào những cái nhiều hơn là bản thân mình là đạt là như thế. Cho nên là mình làm cái gì mình cũng cảm thấy không hài lòng, cảm thấy chán, thất vọng. Và khoảng 2 năm trước ấy, khi mà Mỹ về Việt Nam, khi mà bố của Mỹ ốm nặng về Việt Nam và khi đó Mỹ ở gần như ngày nào cũng ở trong bệnh viện. Lúc đó ông ở trong bệnh viện, ở trong khoa thường là hồi một hoặc là hồi sức tích cực hoặc là trong phòng cấp cứu. Và những cái ngày tháng đấy là ngày nào thấy cảnh người ốm đau bệnh tật và người chết, nhất là trong phòng hồi sức tích cực thì đến khoảng 80% là người vào đấy đã đi ra là mất. Cho nên thấy cái sự sống và cái chết nó cứ ngày ngày diễn ra trước mắt mình ấy. À, sau đó thì bố của mình sau khi về nhà được vài hôm thì cũng mất. Và khi đó sau đó mình trở về lại Đức và mình thấy là cái cuộc sống thì rất là ngắn ngủi. Cho nên mình quyết định là phải sống khác đi, không thể sống mà lúc nào cũng buồn chán, sống mà lúc nào cũng cảm thấy thất vọng và cảm thấy sống mà tâm chết. Thì thà rằng mình phải thay đổi, mình thà rằng mình sống ngắn mà vui vẻ còn hơn mình sống dài mà tâm chết và chờ có ngày để đi chôn. Cho nên mình quyết định là mình thay đổi bản thân. Và sau đó là mình mỗi ngày đầu tiên là mình tức trước đấy là mình đã có những cái thói quen tốt là dậy sớm rồi là nghe sách rồi vân vân, nhưng mà sau đấy thì mình chủ động hơn là mình phải tìm cách để thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, phải tìm cách cho mình tích cực hơn. Rồi mỗi ngày mình nghe rất là nhiều những cái đọc sách rồi nghe sách rồi nghe rất là nhiều những cái video về phát triển bản thân, về động lực sống, về làm chủ cảm xúc. Rồi là mình tìm những cái giải pháp cho mình. Tức là nó phải mất đến khoảng tầm hơn một năm đến thì bắt đầu mình mới cảm thấy mình tốt dần lên. Mà ngay cả như trước đây mình không có hoạt ngôn như bây giờ, vì trước đây mình không có chơi với quá nhiều người Việt, không sử dụng quá nhiều tiếng Việt, với chồng của mình cũng là chồng người Đức. Nhưng mà khi mà mình thấy là mình, khi mình tìm mình sẽ thấy. Và mình muốn quyết định là mình thay đổi bản thân của mình phải đi tìm cái giải pháp để thay đổi nó, thay đổi cái hoàn cảnh sống hiện tại. Và hiện tại thì mình cảm thấy là mình sống tích cực hơn, tự tin hơn rất là nhiều so với trước đây. Và kể cả cái cách mình nói chuyện, mình nói cũng rõ ràng chắc chắn hơn. Rồi là những cái cuộc sống của mình làm cái gì, có mục tiêu gì thì mình cũng cụ thể hơn. Và mình đi đến đích của mình cũng cảm thấy mình tiến đến đích của mình nó cũng nhanh chóng hơn. Và nó không như trước đây là lúc nào mọi người cũng chỉ mơ hồ, lúc nào mình cũng nghĩ là mình phát triển bản thân muốn tốt hơn, nhưng mà bản thân mình muốn tốt hơn về cái gì chính xác cụ thể cái gì mình cũng không biết lắm. Nhưng mà khi mình càng đi tìm thì mình bắt đầu càng rõ ràng hơn, càng chi tiết hơn và càng thấy là mình cần phải làm cái gì. Và đến bây giờ thì mình cảm thấy là rất là hài lòng với chính bản thân mình. Mình biết có những cái mình chưa làm được, nhưng mình biết là mình chưa làm được nhưng mình sẽ làm được nếu như mình cố gắng. Và mình vẫn đang trên con đường để cố gắng để mình tốt hơn mỗi ngày. Và mình đã tích so với 2 năm trước đây là mình đã tích cực hơn rất là nhiều rồi. Cho nên và mình cảm thấy tin vào bản thân của mình hơn. Và mình dám thoát khỏi một cái vùng an toàn. Trước đây là mình lúc nào mình sợ thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, nên mình làm cái gì mình sợ mình không dám làm. Còn bây giờ mình làm là mình cứ tiến tới mình làm thôi. Rồi làm sai sửa. Và cái bài học của Mỹ lớn nhất của Mỹ là đấy là mình nhìn nhận lại là trước đấy khi mỗi lần mà mình làm cái điều gì sai mình đều tự trách bản thân mình, tại sao mình làm thế, giá là mình làm như nọ, giá là mình làm như kia. Nhưng bây giờ khi nhìn lại mình thấy tất cả những cái sai lầm đó nó như một cái bài học nó dạy mình trưởng thành.
để cho mình từ những cái bài học đó để mình tránh những cái sai để mình sửa, để có những cái có được những cái thành công như về sau này. Cho nên Mỹ cảm thấy là như hiện tại là rất hài lòng, ngay cả công việc của mình bất kể cái gì mình làm mình đều mình cảm thấy là rất là hài lòng, không như ngay trước đây nữa. Trước đây làm bất kỳ cái gì cũng không cảm thấy hài lòng, nhưng bây giờ thì làm bất kỳ cái gì mình đều thấy là mình hài lòng với nó, bởi vì là mình hài lòng với bản thân mình nữa. Cho nên câu chuyện hôm nay câu chuyện của mình chia sẻ chỉ có vậy thôi. Rất tuyệt vời, cảm ơn chị Ngọc Mỹ rất là nhiều. Một câu chuyện rất là cảm động, rất là xúc động và rất giá trị. Cũng như là có bài học rất rõ ràng, đúng không ạ? Bài học rất là rõ ràng và rất là cô đọng, không bị lan man mà rất là đúng và trọng tâm, đúng mục tiêu. Ok, cảm ơn chị Ngọc Mỹ, rất tuyệt vời. Tiếp theo xin mời ai nhỉ? Nguyễn Thúy. Xin mời Nguyễn Thúy. Vâng, em chào thầy, chào tất cả 19 anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom. Vừa nghe các chị kể chuyện thấy hay quá. Em xin được kể câu chuyện của bản thân. 12 năm về trước thì gia đình em rất là vui được chào đón một thành viên mới, bé đầu tiên của gia đình. Vì vậy thì gia đình cũng đã chuẩn bị rất nhiều một số những cái kỹ năng như là chăm sóc bé hay là giáo dục cho bé. Tuy nhiên thì thời gian đầu ấy, khi mà bé sinh ra thì đã có những cái sự cố ngoài ý muốn, đó là đã làm đảo lộn cái cuộc sống của gia đình. Anh chị em mà ở đây ai đã có con nhỏ rồi thì sẽ biết sau một cái thời gian ngắn thôi bé sinh ra thì mọi thứ trong gia đình đã đảo lộn, từ các vật dụng sinh hoạt trong gia đình hay là những tinh thần của cả gia đình nữa cũng có những cái biến đổi rất là lớn. Đó, và một cái điều đáng buồn là sau 6 tháng thì bé rất hay bị ốm vặt, và lúc đó thì gia đình đã có những cái biện pháp chăm sóc đặc biệt hơn, và cũng có những cái gọi là cái sự chiều chuộng, những sự chăm sóc chiều chuộng bé hơn trước. Đó, và từ đó thì sau những cái trận ốm đó thì bé đã có những cái gọi là những cái cảm xúc là đòi hỏi người lớn là phải chiều theo ý của mình. Đó, và hàng ngày mọi những công việc cũng như là những cái yêu cầu rất là nhỏ, ví dụ như bé thích cái món đồ chơi nào đó là gần như là tìm đủ mọi cách như là lăn ra khóc hay là hỏi bố mẹ ông bà là phải chiều theo ý của bé. Ông vì sợ con, có thể là vì sợ con hay dễ ốm, và những cái cách chăm sóc như là ăn uống thì rong rỗ, không có được những cái quy củ như trước. Đó, vì vậy mà bé đã thành một cái thói rất là xấu. Sau một cái thời gian khoảng 2 năm thì gần như là bé không tự giác mọi thứ khi mà bố mẹ hay là gia đình đề ra. Và lúc đó thì ý nhận thấy rằng là mình đã có cái sai, đó là chiều theo ý con rất là nhiều. Đó, và lúc đó thì bắt đầu tìm hiểu và nhận ra rằng đó lỗi chính đó là do bản thân mình. Mình đã những cái lúc đó đã không kiểm soát được tốt bản thân, kiểm soát được cảm xúc của mình, đã rất là nóng giận khi mà nói con không nghe lời. Và từ đó thì bắt đầu tìm hiểu về cái gì? Quản trị được cảm xúc của mình. Đó, và với cái phương pháp mà Thúy học được thì đầu tiên đó là cũng rất là đơn giản thôi. Cũng chiều theo ý con, nhưng đi kèm với đó sẽ là điều kiện của mẹ. Đó, thời gian đầu thì bé cũng không phối hợp, không hợp tác, cũng như là gia đình cũng không đồng ý với cách làm này, bởi vì đang hướng cho bé một cái hướng khác. Nhưng mình lại chiều theo ý con, và chiều theo ý con với những cái điều kiện của mẹ đề ra. Thì khi mà bé hàng ngày cùng nhau luyện tập, cùng nhau hai mẹ con cùng nhau qua rất nhiều lần gọi là cũng không đồng ý, cũng có những cái sự xô xát cãi vã, và đến khi bé được 5 tuổi thì cả gia đình cũng đã nhận thấy với những cái hành động nhỏ của bé cũng đã tự giác, có thể tự chăm sóc bản thân này, tự làm những việc cá nhân,
Và một điều nữa là dần dần bé đã có những cái ý thức là làm theo, không phải là phải để phụ huynh hay người lớn là nói rằng phải làm việc này, mà bé đã khi mà đã có những gợi ý, bé đã có những sự tự giác để làm công việc có ý nghĩa hơn. Đó thì cũng với cái thời gian sau cái thời gian 5 năm cùng con trải nghiệm hàng ngày ấy, thì mới nhận ra một điều rằng là bất kỳ một cuộc sống gia đình của bất kỳ ai cũng vậy, nó sẽ đều có những cái khó khăn riêng, nhưng quan trọng nhất đó là chúng ta hãy tìm ra giải pháp và hãy cùng nhau làm. Tất nhiên mỗi một cái giải pháp nó sẽ có đúng và sai, dù sai thì chúng ta sẽ sửa lại và làm tiếp. Sau cái khi mà bé bắt đầu lên tiểu học thì rất là mừng với cái thành quả, đó là cả về tiếp thu về văn hóa cũng như là ý thức bản thân đã tốt hơn trước rất là nhiều. Và từ đó là cả gia đình cũng rất là cả gia đình cũng đã có những cái niềm vui chung để cùng hướng tới những mục đích chung. Em thấy xin hết phần chia sẻ của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cả chủ giảng và MC đang không có mặt. Mưa to quá đấy chị ạ. Mưa to, Hà Nội mưa to quá. Ok, cảm ơn câu chuyện chia sẻ của chị Nguyễn Thúy. Thật ra là em chưa từng nghe câu chuyện này của chị Nguyễn Thúy bao giờ cả, mặc dù là cũng có tâm sự với chị Nguyễn Thúy đôi lần rồi. Và ngày hôm nay thông qua lớp học này thì cũng được nghe câu chuyện này và cũng được hiểu thêm về chị Nguyễn Thúy hơn. Một câu chuyện cũng rất là xúc động, rất là chân thật. Cảm ơn chị. Tiếp theo là xin mời anh Xuân Thủy. Cảm ơn to các người là phải đi đám cửa. Sao nhỉ? Xin chào toàn thể các chị em. Hôm nay là một cái câu chuyện mà lý do tại sao thì tham gia buổi tiếng ngày MLM này, xin chia sẻ với mọi người ở Việt Nam xuất bản. Đó là mình có một cái thời kỳ kinh doanh và làm chủ một cái doanh nghiệp được 10 năm. Sau đó thì mình cũng gặp rất là nhiều những thất bại, từ việc kinh doanh bất động sản cho đến những cái việc kinh doanh khác. Đến cuối cùng là mở một cái quán vịt đang làm ăn ngon thì bị Covid, cuối cùng là cũng sập. Cũng khổ kén luôn. Thế sau rồi thì mình mới thấy rằng là mình ngồi để suy nghĩ mãi, để bảo liệu có cái cách nào mà mình có thể làm việc mà cái công việc đó nó càng ngày nó càng nhân bản ra, và liệu có cái cách nào mình có thể mượn được từ rất là nhiều người chứ không cần phải làm nữa. Và mình làm thì trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng tương lai cái công việc đó nó vẫn cứ phát triển. Và mình đã đi tìm cái điều đó ở trên mạng và cũng đi học tất cả những khóa học, rất nhiều những khóa học để tìm ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Và cuối cùng thì cái điều mình muốn và cái điều mình tìm thì vũ trụ sẽ gửi đến cho mình. Mình nghe được một cái câu chuyện rất là hay, và hôm nay cũng đây là một cái câu chuyện mà một bạn cũng chia sẻ cho mình, mình thấy rất hay và mình cũng chia sẻ cho mọi người. Đó là cái câu chuyện đó là ông não vô cảm. Tại sao lại là cái câu chuyện ông não vô cảm? Tức là có một cái ông não này, ông ở một cái làng kia. Ông ấy tự nhiên trong một đêm ông ấy phát hiện ra, ông ấy làm nghề câu cá, và ông ấy phát hiện ra rằng là có một cái loài cá rất là lạ mà bán thì được rất là giá cao. Và ông này ông ấy tìm cách ông ấy câu, và ông ấy mày mò hết ngày này qua tháng khác, cuối cùng ông ấy nghĩ được ra cái cách để câu cái con cá này, và con cá này rất giá trị. Vậy là từ khi ông ấy câu được cái con cá này thì ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, và ông ấy mua sắm gia đình đầy đủ mọi thứ, và vợ đẹp con khôn các kiểu. Thế sau này ông cứ nghĩ như vậy là cuộc sống của ông ấy đã ổn định rồi. Thế bỗng một hôm có một cái biến cố này, ông ấy đi làm về thì ông ấy bị ngã té chân, thế mà bị bệnh thì ông ấy nằm liệt chỗ, và ông ấy nằm liệt luôn trong một phạm vi rất là lâu ngày, không biết là bao nhiêu ngày ông ấy tỉnh dậy. Thế đến khi ông ấy tỉnh dậy thì ông ấy nhìn thấy nhà cửa của ông ấy, cái lớp nhà rất là đẹp, giàu có, bao nhiêu của cải ở đâu nó sạch. Thế rồi ông nhìn thấy vợ của ông ấy, thì sao ngày xưa đẹp thế bây giờ lại trông như là một người gần như là ăn mày ở ngoài đường vậy. Thế ông ấy dậy thì bắt đầu ông ấy hỏi vợ, thế tại sao nhà cửa lại như thế này, nhà cửa nhà đẹp đâu rồi tự nhiên lại chùi trong cái nhà dày bích nát ấy. Thế là bà vợ nó bảo là từ khi ông bị bệnh rồi là ông làm ở đấy thì nhà cửa của tôi phải lo chữa thầy thuốc cho ông mất bao nhiêu là tiền bạc, đến bây giờ là phải bán cả nhà cửa rất cẩn thận rồi.
thì may quá là ơn trời ông đã dạy được. Thế ông ấy mới ngồi, ông ấy suy nghĩ mãi, ông ấy nghĩ mãi, cuối cùng ông ấy mới bảo, ông nghĩ ra một cái câu như này: nếu như mà mình có đi làm mãi, nếu như mà mình có đi làm mà mình giàu có được thì cũng lại như thế mà thôi, vậy có cách nào không để mình có thể làm được cái điều này, không cần phải lao động nữa mà vẫn cứ câu được cá. Thế ông mình đề ra một cái điểm, ông treo vào tường đó, và đó là dạy câu cá miễn phí, dạy câu cá cái con cá giá trị này là miễn phí. Thì có rất là nhiều người đi qua nhưng người ta cũng không thèm vào, người ta nghĩ rằng là ông này ông biết câu cái loài cá này thì ai cũng biết rồi, thế nhưng mà ai ông chịu đi đứng ngu thì đi đứng dạy cho mình. Thế nhưng mãi cuối cùng thì cũng có một người để nó vào, thế người ta học của ông ấy. Thế thì ông ấy bảo bây giờ tôi sẽ dạy cho anh, nhưng với một cái điều kiện là sau khi anh câu được con cá này thì mỗi một tháng anh phải để lại cho tôi một con. Thế thôi, điều kiện rất là đặc. Thế sau thì anh ấy được học và anh cũng câu được, và mỗi tháng thì anh ấy cứ để cho ông một con, và cứ tiếng đồn xa xa gần gần thì cuối cùng là rất là nhiều người đến học. Vậy là mỗi một tháng ông ấy được rất nhiều bạn, ông chẳng cần phải đi câu nữa. Thế là ông ấy đem bán, thế vậy là ông ấy sống nhàn hạ chẳng đi câu nữa. Như vậy thì cái bài học ở đây thì thấy rằng là sau khi mình xem xong cái câu chuyện này, nó truyền cái cảm hứng cho mình, à bây giờ mình phải làm như thế này, mình phải làm cái phương pháp như thế này. Và đến khi mình gặp được cái môi trường em theo em, khi có một bạn chia sẻ cho mình cái cơ hội để theo em, mình thấy đây đúng là cái điều giống như là cái ông câu cá này rồi, và mình sẽ quyết tâm trở thành một thủ lĩnh của theo em. Nếu như những cái kiến thức gì, những cái gì mình chưa có, những cái gì mình chưa làm được thì mình hãy cố gắng mình làm, và đừng bao giờ ngại để làm bất cứ một cái điều gì ở trong cái môi trường này, vì một cái mục tiêu đó là mình sẽ trở thành cái ông lão câu cá đó. Đến lúc đó thì mình có thể ngồi chơi, mà tuyến dưới của mình có thể nhân bản mình ra thành rất là nhiều người để mà họ có thể thay thế mình làm những cái công việc đó. Vì thế ngày hôm nay mình hãy cố gắng rèn luyện bất kể những kỹ năng gì mình muốn, và hãy dám làm bất cứ một cái điều gì, học hỏi bất cứ một cái điều gì để trở thành một người thủ lĩnh. Sau đó thì mình hãy nhân bản những người thủ lĩnh của mình ra, thì đến lúc đó mình sẽ trở thành ông lão đánh cá và có một cuộc sống tự do. Thì đấy là cái bài học hôm nay, mà lý do lớn nhất mà mình muốn tham gia với cái môi trường của MLM, và cái câu chuyện này nó truyền cảm hứng cho mình. Vì đấy mình và trong một cái môi trường MLM này, mình đã xác định rằng mình sẽ trở thành một người thủ lĩnh. Vâng, xin cái câu chuyện là mình xin hết. Thì mình gửi tới MC và Mít nào. Ok, xin cảm ơn anh Xuân Thủy với một câu chuyện mà mang tới cho chúng ta những giá trị và những bài học rất là hay. Anh Xuân Thủy kể chuyện thì là automatic là hay rồi. Cảm ơn anh, một chuyên gia, đào tạo. Tiếp theo xin mời chị Loan Nguyễn nhé. Vâng, xin chào chủ giả Nguyễn Quang Huy ạ, và mọi người trong hình dung. Thì câu chuyện của em Loan thì cũng cách đây 7 năm khi mà em còn làm nhân viên văn phòng. Thì lúc đó thì mình cũng có suy nghĩ là ở trường thì họ dạy mình là chỉ có ra đi làm công ăn lương thôi, và mình cũng có một suy nghĩ là đi làm công và cống hiến hết sức có thể cho công ty. Nhưng mà khi mà mình cống hiến nhưng mà cái đồng lương của mình nhận lại đó, thì nó không có tương đối với cái sức công sức mình bỏ ra lắm. Và chồng mình lúc nào cũng nói một câu là em đi làm như vậy rồi khi mà trời xăng xe cộ rồi còn lại bao nhiêu. Thì lúc đó thì mình cũng rất là tự ái, cũng rất là suy nghĩ là mình cứ làm mãi như thế này thì biết khi nào mình giàu. Và mình cũng rất là muốn làm giàu, nhưng mà chồng thì chưa bao giờ có suy nghĩ là đi làm công ăn lương cho một ai đó. Nhưng mà nên làm mình cũng, và khi mà vào mùa làm một cái nhân viên văn phòng ở bên một cái công ty bất động sản thì mình cũng thấy là ông ở đây, giám đốc ở đây họ giàu có như vậy, họ tiền nhiều như vậy, nhưng mà tại sao họ vẫn vay nhiều như vậy. Thì mình ngộ nhận ra là hầu hết công ty, hầu hết công việc mọi người đều là sử dụng đòn bẩy của ngân hàng mà họ làm nên. Nên là khi đó là mình cũng có suy nghĩ là mình
nghỉ cái công việc của mình để mà mình về mình hỗ trợ chồng mình để mà hai vợ chồng làm nên sự nghiệp. Thì khi mà mở công ty thì nó cũng có nhiều biến cố xảy ra. Thì lúc đó thì hai vợ chồng mở về công ty về xây dựng. Nhưng mà trong xây dựng thì chồng mình cũng có làm trải qua rất là nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng mà trong cái vấn đề công trình thì hầu hết là vợ chồng mình đều phải vay tiền để phải bỏ vốn ra trước. Và khi mà lấy tiền công trình thì nó rất là khó và nó rất là kéo dài thời gian. Dạng giống như là bị lạm dụng vốn vậy. Nên là nó cũng làm cho hai cuộc sống của hai vợ chồng nó trở nên xích mích rất nhiều. Và khi cách đây 2 năm thì dịch Covid nó xảy ra và lúc đó mình cũng đã chồng là thôi anh nghĩ cái công việc này đi, vì cái công việc này nó làm cho mình bị stress nhiều quá, bị stress và nó không làm cho mình cái tạo ra cái nguồn lực của mình thu nhập nhiều. Thì lúc đó là hai vợ chồng cũng có vay tiền thêm ngân hàng để mà xây một cái căn hộ cho thuê. Xây căn hộ cho thuê thì cũng tính là thu tiền căn hộ để mà trả tiền lãi ngân hàng. Thì xây được gần 1 năm thì Covid nó tới và lúc đó là mình bị rơi vào cảnh bế tắc vì hàng tháng là cái tiền lãi ngân hàng là cũng tính ra là cũng gần 100 triệu lên lúc nào, nên là đêm nào mình cũng không có một cái giấc ngủ gọi là được thảnh thơi, được yên giấc cả. Và mình kiểu như là mình rơi vào cái tiêu cực nhiều, mình cứ suy nghĩ nhiều mà nó không có được cái lối thoát. Và lúc đó là nó cũng bị một cái gặp tới là mình bị sổ thứ ba nữa. Thành ra là nó làm cho mình nó có nhiều cảm giác, nhiều cảm xúc mà nó không thể nào giải thoát được. Và khi mà mình biết mình vỡ kế hoạch như vậy và mình đã có một cái hành động rất là sai trái, đó là mình có một cái suy nghĩ là muốn phá bỏ liền. Và khi mình lên trên bệnh viện thì mình ngồi khóc nguyên một ngày ở trên đó và nghĩ đi nghĩ lại thì cái này cũng chắc cũng là ông trời muốn ban tặng cho mình, thì thôi mình cũng cố gắng, mình cũng cố gắng thôi. Thì đằng sau thì mình cũng không bằng, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì đằng sau mình cũng hơn rất là nhiều người, nên là mình sẽ cố gắng vượt qua. Thì trong giai đoạn Covid thì công việc của mình nó bị ảnh hưởng này, cái căn hộ cho thuê của mình thì khách trả phòng cũng nhiều và cái giá để cho thuê thì nó cũng giảm rất là mạnh. Và cái bé thứ ba xuất hiện nữa như là nó làm cho mình bị tâm trí nó bị rối loạn. Và khi đó thì mình bị rơi vào bế tắc và mình cũng có biết đến một cái khóa học của thầy Nguyễn Hồ Công. Thầy là một siêu trí nhớ của Việt Nam và thầy dạy về cái cách giáo dục về con cái, giáo dục về gia đình. Thì mình cũng có xem qua những cái bài khóa học của thầy rất là nhiều và mình cảm thấy là cái tinh thần của mình nó dần nhẹ nhàng lại, nó không còn bị tiêu cực, không còn bị rối loạn, không còn bị nhiều phương hướng nữa. Vì đằng nào mình nghĩ là ở cái những cái này mình tạo lên thì nếu như mà nó có lỡ nó có sụp đổ thì bằng sức khỏe của mình cũng có thể gây dựng lại được. Nên là bài học của anh Loan rút ra là mình cố gắng vượt qua mọi thứ và mọi thứ nó cũng sẽ đáp trả lại cho mình. Ok, cảm ơn Nguyễn Loan. Cái câu chuyện của em thì nó rất là hay nhưng mà nó hơi bị lan man ấy. Đấy, nó nhiều cái thông tin, nhiều cái thông số quá mà nó không có tập trung. Đấy, cái này là mình phải thiết kế lại và mình sẽ tập trung vào một cái chủ đề thôi, tập trung vào một thứ thôi. Đấy, mình cứ
mình đang cái việc này thì mình lại xọ sang việc kia, xong mình lại đưa vào nhiều cái bài học, nó không tập trung vào một chủ đề, đúng không nhỉ? Đó, sau lưu ý mình tập trung vào một cái chủ đề thôi, các bài học thì nó chỉ tập trung vào một chủ đề thôi, thì như vậy người ta sẽ hiểu rõ hơn. Ok nhá, cảm ơn Nguyễn Loan. Tiếp theo xin mời bạn Minh Khôi. Hello. Xin mời. Em xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Thì Minh tên, xin giới thiệu một chút là Minh tên đầy đủ là Trần Thị Minh. Thì Minh sinh năm 1987 và quê hương của Minh thì nổi tiếng với Âu Quan Thọ, nổi tiếng với các giai điệu mấy nước mời chồng. Đó chính là cái quê hương Bắc Linh. Và có cơ hội thì Minh nói cho anh chị em có cơ hội về quê hương Bắc Linh muốn chơi. Thì cách đây 12 năm thì sau khi tốt nghiệp ra trường thì Minh đi lấy chồng. Thì lúc đó thì khi mà Minh đi học, Minh ra trường rồi lấy chồng ấy, thì thật sự là Minh cũng chưa có kinh nghiệm về bươn trải ở ngoài xã hội, chưa có kinh nghiệm về kinh doanh, ăn rồi đi học được bố mẹ bao bọc an toàn. Cho nên là khi mà lúc lấy chồng thì bố Minh có bảo là con khi mà lấy chồng rồi thì phải cố gắng mà kiếm tiền, ít nhất là phải nuôi được bản thân và đừng có phụ thuộc vào kinh tế của ai cả. Và lời dạy của bố Minh, ba Minh thì luôn nhắc nhở bố Minh là luôn thôi thúc Minh là phải làm chủ và phải tự kiếm tiền và không phụ thuộc vào người khác. Thì năm 2011, lúc đó thì Minh có em bé và Minh quyết định mở cửa hàng sữa mẹ và bé để có thời gian chăm sóc cho con cái được tốt hơn. Thì lúc đầu mở cửa hàng mẹ và bé thì cũng rất là nhiều người có tiếng nói nhỏ với Minh là sao gia đình con có truyền thống làm đồ gỗ mỹ nghệ như vậy mà con không theo nghề của bố mẹ lại chuyển sang kinh doanh cái ngành hàng này. Vì cái ngành hàng này thì tất nhiên là nó không kiếm bằng đi đồ gỗ mỹ nghệ được. Và Minh vẫn quyết định theo. Và khi bắt đầu mở cửa hàng mẹ và bé thì đây là một cái ngành hàng rất là mới đối với Minh. Rất tần tật mọi thứ, từ là nhập hàng đến là liên hệ công ty rồi làm giá bán. Mọi thứ là rất là mới đối với Minh và Minh phải bắt đầu vừa học vừa làm. Thì mới đầu thì chưa có kinh nghiệm. Nhiều lô hàng nhập về thì còn đắt và khi mà bán ra thì cũng không có lãi. Nhưng đó cũng là những cái bài học để cho mình có kinh nghiệm để có thể nhập hàng được tốt hơn. Và chỉ sau 5 tháng mở cửa hàng thì mình đã được các công ty, các nhãn hàng lớn của các công ty như là Lutti Puppi, Lamil công nhận cửa hàng của mình là một trong những cái cửa hàng có doanh số lớn và có uy tín lớn nhất ở khu vực. Và những năm tiếp theo từ năm 2013 liên tiếp đến năm 2019 thì cửa hàng Minh luôn được vinh dự của công ty mời đi các phục vụ khách hàng để tri ân và đi du lịch ở các nơi như là Thái Lan, Đà Nẵng, Phú Quốc vì đã đạt doanh số của công ty trong quá trình bán hàng. Nhưng Minh cứ tưởng nghĩ là sẽ gắn bó với cái ngành này mãi, nhưng mà đang trên con đường đỉnh cao của kinh doanh như vậy thì một biến cố lớn cũng đến với gia đình Minh. Thì vào năm 2019 thì vợ chồng Minh quyết định mở thêm các chuỗi cửa hàng để xây dựng chuỗi cửa hàng mẹ và bé. Nhưng mà do là chưa có kinh nghiệm quản lý, cộng thêm với là việc đầu tư quá nhiều vào trang thiết bị, rồi dịch Covid ập tới thì tất cả mọi thứ nó dồn tới làm gia đình Minh rơi vào cảnh nợ nần. Và năm 2021 thì gia đình Minh cũng phải ra bán nhà để trả nợ. Và cửa hàng kinh doanh của Minh cũng đã phải sang nhượng sang cho một người khác. Và thời gian đó đối với Minh thì rất là buồn, rất là tiêu cực. Và Minh quyết định là phải thay đổi. Và chính năm 2021 là một bước ngoặt rất là lớn đối với Minh. Mình thoát ra khỏi vùng an toàn của những cái làng đó và ra ngoài xã hội. Mình lên mạng để tìm hiểu các khóa học kinh doanh, các khóa học để phát triển bản thân.
Và rồi một may mắn cũng đến với Minh, là Minh được một người bạn quen trên mạng chia sẻ cho Minh tìm hiểu về một cơ hội kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Và Minh cũng cho mình cơ hội để tìm hiểu. Và sau khi mà nghe mọi người chia sẻ về cái cơ hội của Juliet thì Minh thấy cái sản phẩm công ty rất là tuyệt vời. Lại công ty lại rất là nhân văn, chính sách thì rất là tốt, và lại có một cái đội nhóm nó hỗ trợ và người thầy hướng dẫn rất là giỏi, nên là Minh quyết định tham gia. Và tới bây giờ thì Minh vẫn biết ơn người bạn đó đã chia sẻ cho Minh về cái cơ hội kinh doanh này. Mặc dù thì bạn đó hiện tại không còn làm nữa, nhưng mà Minh không còn làm, nhưng mà Minh vẫn quyết định quyết tâm theo đuổi cái ngành nghề này, vì Minh nhận thấy cái công việc này sẽ giúp cho Minh ít nhất là giúp cho gia đình Minh khỏe mạnh, có thể chăm sóc sức khỏe chủ động. Và hơn nữa, Minh tin công việc này sẽ giúp cho Minh thành công và thực hiện những cái ước mơ của mình. Và Minh rất thấm cái câu là có sức khỏe thì ta có ngàn ước mơ, đúng không? Và không có sức khỏe thì ước mơ duy nhất của mình là sức khỏe. Và câu chuyện của Minh tới đây là hết ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện của Minh Khôi. Câu chuyện cũng rất là hay, đúng không ạ? Và cũng hơi bị lan man một tí, hơi bị khoe một tí. Nhưng cuối cùng thì cũng may quá là cũng rút được cái bài học, không thì chẳng biết là mình nói về cái gì. Ok, cảm ơn Minh Khôi. Rồi, tiếp theo xin mời Hiền Thơm. Dạ vâng ạ. Em Thơm xin giới thiệu một chút bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thơm, sinh năm 1983, hiện tại thì đang sinh sống ở thành phố Hải Phòng. Thì em là một cô gái nhà quê, thực sự là một người rất là quê, chân chất luôn, và là một người rất là thẳng tính. Trong cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, cũng có những cái khó khăn, có những cái rắc rối sống, và nó cũng hình thành cái tính cách của em. Thực sự là một người rất là nóng tính. Một người nóng tính là cũng thẳng tính, thẳng một câu là không khéo, sự là rất là bụng mà không hề khéo một chút nào. Và khi mà cuộc sống thì nó có những cái thăng trầm, và từ khi mà con em có hơi chừng nó ảnh hưởng sức khỏe không tốt đấy, thì đó thì em mong muốn rằng tìm một cái sản phẩm hỗ trợ cho con. Và thật lòng thì không những rằng là ở đây con nhà em được sức khỏe tốt hơn, mà em được thực sự em thay đổi rất là nhiều ở đây, thì được học tập phát triển bản thân, và nó làm giúp cho em thay đổi từ một người rất là nóng tính, một người rất nóng tính, rất là trực tính. Và em bán hàng ở chợ nên là sao ạ? Thực sự thì anh chị em cũng thấy rằng chợ phố thì hầu như một người rất là nhiều khi, nếu như mà nó có những chuyện gì mà nó xô xát hoặc là ví dụ như là nó không vừa ý nhau có thể chiến ngay ạ. Và em cũng là người như vậy, thực sự em rất là nóng tính, và nếu như không vừa ý là mình có thể sẵn sàng cãi nhau ngay ạ. Nhưng mà thực sự từ khi em biết đến môi trường này thì được học phát triển bản thân, và mình tất nhiên là mình cũng vẫn chưa hết nóng đâu, vẫn chưa hết đến cái tính nóng đấy, nhưng em đã cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều. Mình cũng biết kiềm chế, cũng kiềm chế lại rồi vậy ạ. Và cảm thấy rằng mình cũng trầm lại một chút, nó không quá là vội vã, không quá vội vàng, và giúp cho mình, em cảm thấy có thể là kinh tế thì em chưa được kiếm được, nhưng em thấy rằng mình thay đổi rất là nhiều, và mình có giấc mình nó khác đi, và đấy là một điều mà thực sự em cảm thấy rất là thích. Vì vậy nên là em thấy rằng học tập phát triển bản thân ấy, đấy là một cái điều mà giúp cho mình thay đổi và mình sống đẹp hơn, cho mình có một cuộc sống đẹp hơn, và những cách sống của mình nó cũng sẽ khác đi. Và nghĩ rằng học tập phát triển bản thân đấy là một môi trường, đây là một cái lớp học, một cái môi trường giúp cho mình có thay đổi rất là nhiều, và em rất yêu cái môi trường này. Và em xin được kết thúc ở đây ạ. Ok, tuyệt vời quá, cảm ơn Hiền Thơm. Bài học ở đây đó là học tập và phát triển bản thân sẽ thay đổi được cái thái độ, cái tư duy cũng như là cái tính cách của mình, đúng không ạ? Và giúp cho mình càng ngày càng tốt hơn, đúng không ạ? Ok, cảm ơn Hiền Thơm. Rồi, tiếp theo xin mời bạn Đặng Cường. Rất sức nhất nhé, rất sức được rất đám đông,
Vâng ạ. Chị có để ý không, mỗi lần có lần dân mà cái lúc mà hỏi ý kiến của người học thôi là tụi em đều tìm cách thôi bí mất của mình, rất là sợ. Thì cho đến tháng tư năm 2022 là em có đại dùng phương hiệu sơ để giới thiệu khách hàng trình bày cho họ lão, mặc dù tụi em không chuẩn bị kỹ nội dung từ 2-3 ngày cũng chẳng lên không thể trình bày ý nghĩa mình, rất là sợ cái người họ hô đổ năm đi, rất là sợ rất luôn. Thì vì sao bữa năm đó thì em mới quyết định là về thì tìm hiểu rồi tại sao người ta làm được còn mình lại không làm được, tại sao mình hát cũng được tại sao mình nói cũng không được, nên em quyết định em quyết định thay đổi. Thì em cũng lên mạng tìm tòi tài liệu rồi thông tin cho đi, và em cũng mời tỏ nói trước gương nhưng mà những gì có là không giúp được cho chuyện em. Còn với việc mỗi lần anh tập á, anh vợ với tôi cái tuổi thì cùng quá đi cảm giác chống là dịch không thể là khi nghe được, thì có thể là nó làm cho cảm giác em nó cứ tôi cứ nữa rồi. Thì cho đến một hôm tháng năm thì năm nay em quyết định tham gia vào môi trường, tại vì cái môi trường của tôi mình xuyên mình nó quá tuyệt vời, mà tại sao mình không tham gia vào bên phát triển bản thân. Em tháng năm em lên một cái đơn hàng tự tại vì em vô được vô khóa học những cái hàng để tập luyện, và thì tự em rất thích ơn này vì em giao tham gia khóa học này, em cảm thấy tự tin hơn nhiều, mặc dù một chiều vẫn còn được về nhưng mà đó là hành công lớn với em, và em cảm thấy em có ngộ được rằng là tự tin về chính mình thì mình coi làm được mọi việc, đừng có lưu ý quá nhiều vào ý kiến người khác, còn tự tin vào bản thân mình, tự tin mình là mình. Ok, tuyệt vời quá. Một câu chuyện rất truyền cảm hứng luôn anh chị em. Rất truyền cảm hứng luôn. Và chúng ta hãy thiết kế ra cái câu chuyện của mình. Nếu mà chúng ta muốn điều gì đó, hãy thiết kế nó ra. Cái điểm B của chúng ta ấy là mục tiêu, nó không phải là điểm chúng ta đã đạt được, nhưng hãy thiết kế câu chuyện từ bây giờ. Bây giờ chúng ta vẫn đang ở điểm A. Chúng ta hãy bắt đầu thiết kế cái câu chuyện cuộc đời của mình đến cái điểm B. Và khi mà chúng ta đến cái điểm B đó, chúng ta kể lại cái hành trình chúng ta đi qua như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ phải vượt qua cái hành trình đó. Đúng không anh chị em? Chúng ta sẽ phải vượt qua cái hành trình đó để mà đạt được cái điểm B mà chúng ta mong muốn. Vừa nãy là chúng ta mới kể cái câu chuyện là gì ạ? Khi mà chúng ta đã đạt được điểm B rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại chúng ta kể câu chuyện. Nhưng mà chúng ta hãy thiết kế cái câu chuyện tiếp theo của mình. Đó là gì ạ? Bây giờ chúng ta đang ở điểm A này. Và cái điểm B mà chúng ta đang mong muốn là gì? Chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn là leader, chúng ta muốn trở thành nhà đào tạo. Chúng ta muốn có hàng ngàn tuyến dưới, chúng ta muốn có kiếm được 200 triệu, 500 triệu, thậm chí là 1 tỷ mỗi tháng. Chúng ta được tự do, chúng ta được đi du lịch khắp nơi. Thì đó là cái điểm B mà chúng ta mong muốn, và bây giờ chúng ta bắt đầu thiết kế cái câu chuyện của mình. Và khi mà chúng ta đạt được điều đó và chúng ta quay trở lại là cách đây 3 năm, cách đây 5 năm, cách đây 10 năm tôi cũng mới bắt đầu tham gia cái mô hình kinh doanh theo mạng này, và sau đó thì tôi đã đặt mục tiêu, tôi đã học tập, tôi đã cố gắng, tôi đã nỗ lực, tôi đã vượt qua vô cùng nhiều khó khăn. Đúng không ạ? Và chúng ta hãy thiết kế những khó khăn của mình, hãy lường trước những khó khăn mà mình sẽ phải gặp phải. Ví dụ những khó khăn như là gì ạ? Là không có tiền, những khó khăn như là bị từ chối, những khó khăn như là tuyến dưới họ bỏ cuộc, nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình, rồi những người thân trong gia đình của mình phản đối, những khó khăn như là có những lúc có những cái đối thủ họ chơi xấu mình, hoặc có những cái lời mời gọi từ những cái công ty khác. Thì tất cả những thứ đó là những cái khó khăn mà mình phải thiết kế, mình phải tính trước là nếu mình gặp khó khăn đó thì mình sẽ vượt qua nó như nào. Và cách mình vượt qua nó sẽ chính là cái cách để mà mình truyền cảm hứng cho đội nhóm của mình. Đúng không anh chị em? Và thêm cái điều nữa đó là gì ạ? Chúng ta đừng ngại khi nói về khó khăn của mình. Đừng bao giờ ngại khi nói về vấn đề của mình. Đừng bao giờ ngại khi nói về những cái thứ mà gọi là rác ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì sao ạ? Chính những cái cảm xúc tiêu cực đấy, chính những cái thất bại đấy, nó bình thường ấy, là mình không ai muốn nhắc đến những cái thất bại của mình cả. Bởi vì sao ạ? Khi nhắc đến thất bại của mình ấy, mình cảm giác mình kém cỏi, mình cảm giác mình xấu hổ, cảm giác là mình nhỏ bé. Cho nên thông thường mọi người thường hay né tránh hay là hay quên đi, cố gắng quên đi những thất bại, người ta chỉ nhớ những cái thành công thôi.
ít khi mọi người nhớ đến cái thất bại và không muốn nhắc đến thất bại của mình. Thất bại trong hôn nhân, thất bại trong công việc, thất bại trong gia đình, thất bại trong các mối quan hệ, thất bại trong tiền bạc, thất bại trong sức khỏe. Bất kể một cái thất bại gì đó, thường là mình hay giấu, mình hay né, mình hay tránh. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy sử dụng những cái thất bại đó, sử dụng những cái nguyên vật liệu đó để chúng ta xây dựng lên cái câu chuyện của mình. Huy hay thường gọi đó là biến rác thành vàng. Những cái câu chuyện mà không vui đó, nó là những cái rác, chúng ta muốn vứt nó đi thật xa, muốn quên nó thật nhanh. Nhưng thực tế nó không có đi đâu hết, nó vẫn ở xung quanh chúng ta thôi, và nó bốc mùi. Chúng ta ở trong bãi rác lâu ấy thì chúng ta sẽ không ngửi thấy cái mùi của bãi rác nữa, nhưng mà cái người ngoài họ đến, họ sẽ ngửi thấy cái mùi của chúng ta. Chúng ta thì không biết, chúng ta không ngửi thấy, nhưng người khác sẽ thấy. Thế thì việc của chúng ta đó là không phải là cố gắng quên nó đi, nhắm mắt bịt tai để không nghe, không nhìn thấy nó, mà việc của chúng ta đó là sử dụng cái bãi rác đó, sử dụng những cái rác rưởi đó để trở thành gì ạ? Trở thành câu chuyện của mình, để chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể phát triển, chúng ta có thể thuyết phục người khác, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể là truyền cảm hứng cho người khác. Và từ khi đó thì rác nó không còn là rác nữa anh chị em ạ. Khi đó rác nó biến thành gì ạ? Nó biến thành vàng, nó biến thành những thứ rất là giá trị cho cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của người khác. Rất nhiều người ngoài kia họ không có cái trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua, họ không có những cái thất bại mà chúng ta đã trải qua. Vì vậy là gì ạ? Khi mà họ nghe được những cái thất bại mà chúng ta đã có ấy, thì họ rất là thích. Họ thích nghe những thất bại của người khác hơn là thành công của người khác. Khi mà anh chị em nói là tôi rất là thành công thế này kia, thì họ bảo là gì ạ? Là lại khoe khoang, lại chém gió, đúng không ạ? Nhưng khi mình nói đến thất bại thì họ sao ạ? Họ rất là thích nghe, đúng không anh chị em? Đấy. Đó, cho nên là hãy tập trung nói nhiều hơn về những thất bại của mình, và làm cho cái thất bại của mình, cái đau khổ của mình với cái thành công của mình nó càng chênh lệch nhau càng xa, thì câu chuyện càng hấp dẫn. Đấy. Và cái thất bại của mình, cái khó khăn của mình, cái vấn đề của mình, thực tế nó chính là cái vấn đề mà cái người nghe họ đang có, họ đang gặp phải. Ví dụ cái vấn đề của Huy, Huy nói ra là vấn đề của Huy là gì ạ? Là Huy không giỏi nói chuyện trước đám đông. Thì đây là cái vấn đề của rất nhiều người, có đúng không ạ? Đấy. Và Huy đã tìm ra được giải pháp, tìm ra được cách để mình vượt qua cái điều đó. Thì họ cũng thấy rằng là cũng có cách để vượt qua điều đó. Và đến một lúc nào đó mình cũng sẽ làm được. Một cái người không giỏi mà họ làm được, thì mình không giỏi, mình cũng làm được. Đúng không ạ? Đó. Thì truyền cảm hứng bằng cách là gì ạ? Cho họ thêm cái niềm tin. Rằng ngày xưa tôi không làm được, nhưng bây giờ tôi làm được, thì dạ, là tôi làm được thì anh cũng làm được. Thì đấy là cái mô típ chính của những câu chuyện, đúng không ạ? Và không ngại kể ra những khó khăn của mình. Và trong những cái câu chuyện ấy, anh chị em lưu ý, chúng ta đưa vào đó những cái chi tiết, đưa vào đó những cái chi tiết mà những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái màu sắc, thậm chí là mùi vị, để làm gì ạ? Để cái câu chuyện nó trở nên hấp dẫn hơn. Đưa vào đó những cái cảm xúc, những cái cảm nhận, nỗi buồn, niềm vui, sự thất vọng, sự chán nản, hay là sự tự hào, hay là sự gì ạ? Nguy hiểm, hay là bất kể một cái thứ gì đó mà mình cảm thấy. Thì đấy là cách để mà mình có thể là gì ạ? Tăng cường cái sự hấp dẫn của câu chuyện. Thêm một cái điều nữa, đó là chúng ta cần phải tập trung vào cái thứ mà chúng ta muốn chia sẻ. Cái bài học chúng ta muốn chia sẻ là gì? Tập trung. Cái câu chuyện thì nó phải hướng tới một cái mục tiêu rõ ràng, và chúng ta phải hướng tới một cái đối tượng người nghe rất là rõ ràng. Chúng ta muốn người nghe của chúng ta, họ sẽ có cái thay đổi như nào? Mình muốn người nghe họ sẽ nghe thấy cái điều gì? Thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ phải để ý. Không phải là chúng ta có cái gì là chúng ta quăng ra hết anh chị em nhé. Không phải là, bởi vì câu chuyện chúng ta thì rất là nhiều. Không phải chúng ta có câu chuyện là chúng ta cứ kể hết tháng này sang tháng khác thì cũng không bao giờ kể hết được, đúng không ạ? Mà chúng ta phải lựa chọn những cái nguyên liệu nào nó phù hợp để đưa vào cái câu chuyện của mình, để nó phù hợp với người nghe, để người nghe họ nhận ra, họ tìm ra cái bài học của họ. Ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái mà cái câu chuyện mà anh chị em sẽ phải rèn luyện. Và ngay sau đây thì Huy sẽ cho anh chị em cái
bài tập về nhà. Đó, cái bài tập về nhà thì Trần Phương giúp Huy ghi cái bài tập về nhà. Cái bài tập về nhà đó là chúng ta hãy quay một cái video kể cái câu chuyện của mình, lý do tại sao mình tham gia vào Genet. Đây sẽ là cái câu chuyện mình để mình đóng góp vào Zoom Gala, Zoom Gala tối chủ nhật, đúng không ạ? Lý do tại sao chúng ta tham gia Genet. Ở đây tất cả chúng ta đều là nhà phân phối của Genet, thì hãy kể cái câu chuyện nhé, kể câu chuyện lý do tại sao chúng ta tham gia Genet và gì ạ? Đi theo đúng cái mô típ như vậy. À, cách đây bao nhiêu lâu đó tôi đang gặp vấn đề gì đó, đúng không ạ? Sau đó thì tôi tìm ra giải pháp là cái gì đấy, và bây giờ tôi cảm thấy nó như nào, tôi đang phát triển như nào, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái câu chuyện. Đấy, ví dụ như là tôi gặp vấn đề về sức khỏe, tôi có một người nào đó giới thiệu cho tôi cái sản phẩm này, thì lúc đó thì tôi cũng không nắm bắt ngay đâu, tôi cũng gặp khó khăn này, gặp khó khăn kia, về tiền bạc, khó khăn về gì ạ? Về niềm tin, khó khăn về hàng hóa. Sau đó thì tôi ra quyết định là phải mua hàng, phải sử dụng hàng, và sau đó sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì tôi đã có những kết quả như này, và đến bây giờ tôi cảm thấy như nào, nó tuyệt vời như nào, nó giúp đỡ tôi như nào, tôi thành công như nào, tôi có đội nhóm như nào, tôi có sự phát triển như nào, tôi có một sức khỏe như nào, được không ạ? Đấy, thì cái mô típ là như vậy, tức là đưa ra cái giải pháp nhưng mà nó gì ạ? Nó cứ chập trùng khó khăn như này, và chính những cái chập trùng khó khăn này chính là cái thứ mà chúng ta thuyết phục những người khác. Ok không anh chị em? Nha. Yeah.